Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 120. Ngô Bình, tôi không cần cô giúp. Lãnh Hương nói, nếu anh có thể biến thành ngoại hình của Triển Phong thì anh cũng có thể biến thành Tiền Huyền Tử. Gia đình của Tiền Huyền Tử rất có thế lực trong Huyền Chân Giáo. Làm Tiền Huyền Tử sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu tôi đi cùng anh, người khác sẽ không hoài nghi thân phận của anh. Ngô Bình trầm ngâm, vừa vặn anh có chuyện muốn hỏi, liền nói, làm như vậy, cô không sợ tôi làm tổn hại đến cô sao? Lãnh Hương, sau khi công tử rời đi, Lãnh Hương nguyện ý đi theo hầu hạ. Ngô Bội, ồ, cô không muốn ở lại Huyền Chân Giáo sao? Lãnh Hương rất lý trí, nói, một khi công tử rời đi, nhà họ Tiền sẽ biết Tiền Huyền Tử đã chết, đến lúc đó nhất định sẽ điều tra tôi, cho nên tôi nhất định phải sớm có kế hoạch. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô và gia đình để đảm bảo an toàn. Lãnh Hương mừng rỡ, đa tạ công tử. Ngô Bình, Huyền Chân Giáo hiện tại có bao nhiêu đệ tử 10 sao, bao nhiêu đệ tử 9 sao? Lãnh Hương, đệ tử 9 sao rất ít, khoảng 10 người. Có hơn 40 đệ tử 9 sao. Huyền Chân Giáo có chống lưng sao? Lãnh Hương, có. Giáo chủ Huyền Chân Giáo là anh trai của một người vợ của Đại Thiên Tôn. Ngoài ra hai người sáng lập Huyền Chân Giáo cũng rất mạnh mẽ, một người là Thái Huyền Đạo Tôn và người kia là Thái Chân Đạo Tôn. Hai người này hiện tại đều đang làm việc bên cạnh Đại Thiên Tôn, họ có địa vị cao trong tiên đình. Ngô Bình, Huyền Chân Giáo có bối cảnh mạnh như vậy, thảo nào kiêu ngạo như thế? Anh lại hỏi, có một Dương trưởng lão ở đây, ông ta có lai lịch thế nào? Lãnh Hương, ông ta tên là Dương Đạo Minh, là một trưởng lão cấp cao, tương đối có thế lực ở Huyền Chân Giáo. Nhà họ Dương đứng sau Dương Đạo Minh cũng có thế lực khá lớn ở Huyền Chân Giáo. Ngô Bình, nghe cô nói vậy thì có rất nhiều thế gia trong Huyền Chân Giáo. Lãnh Hương, đúng vậy, 90% trưởng lão cấp cao hiện tại của Huyền Chân Giáo đều xuất thân từ những gia tộc này. Một người không có nền tảng vững chắc muốn lớn mạnh ở Huyền Chân Giáo thậm chí còn khó hơn lên trời. Và những người này rất có thể sẽ được chiêu mộ vào các gia tộc lớn đó. Ngô Bình, được rồi, trước tiên hãy đưa tôi đến nơi Tiền Huyền Tử ở. Hai người rời đảo hoang và trở về Huyền Chân Giáo. Có Lãnh Hương dẫn đường, Ngô Bình dễ dàng tìm thấy nơi ở của Tiền Huyền Tử, Tiền Gia Bảo. Tiền Gia Bảo rất lớn, có hàng chục nghìn người sinh sống trong đó. Nơi đây chiếm giữ một số ngọn đồi và thung lũng cũng như một số lượng lớn vùng đồng bằng xung quanh. Tiền Huyền Tử sống trong một dinh thự sang trọng trong thung lũng. Khi Ngô Bình xuất hiện tại biệt thự cùng với Lãnh Hương, một nhóm phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức vây quanh anh, ra sức lấy lòng anh. Ngô Bình nói mình muốn bế quan và yêu cầu họ lui xuống, sau đó đến thư phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lãnh Hương nói, công tử, những người phụ nữ bên ngoài đều bị Tiền Huyền Tử lừa hoặc cướp về giống như tôi trước đây. Họ bị giam cầm ở đây và không bao giờ được rời khỏi, nếu không họ sẽ bị đánh chết, người nhà cũng phải chịu đau khổ. Ngô Bình, Tiền Huyền Tử thực sự rất độc đoán. Lãnh Hương, phải, anh ta đã giết phải đến 80 đến 100 người vô tội. Lúc này, Ngô Bình từ bên cạnh lấy ra một quyển sách, trên đó có khắc bia văn tự, dày mấy trăm trang. Lãnh Hương liếc nhìn nó và nói, công tử, đây là nguồn gốc các công pháp của Huyền Chân Giáo. Ngô Bình nhìn thoáng qua, cảm thấy công pháp ghi trên này rất huyền diệu, nhưng chỉ ghi lại một phần, liền hỏi, những tấm bia đá này đặt ở đâu? Lãnh Hương, những tấm bia này được đặt trong một hang động, số lượng có hơn 1.000, trong đó có một số bị hư hại, còn những tấm không bị hư hại thì quá thần bí nên không ai hiểu được. Những tấm bia được vẽ chỉ có một phần là có thể hiểu được. Bia đá được chia thành ba loại, Thái Huyền Đạo Tôn đã lĩnh hội một loại trong số chúng. Thái Chân Đạo Tôn cũng lĩnh hội một loại, loại còn lại khó hiểu hơn, hiện tại không ai có thể hiểu được. Ngô Bình đã xem lướt qua và thấy rằng nội dung trên những tấm bia này dường như có liên quan đến Thái Cổ Chân Nhân. Anh hỏi, cái động kia, Tiền Huyền Tử có thể đi vào không? Lãnh Hương, bình thường không có ai đi vào. Tất cả mọi người đều luyện công pháp mà bậc tiền bối đã nghiên cứu. Giống như cuốn sách này, Tiền Huyền Tử chắc chắn không thể hiểu được. Anh ta chỉ tò mò nên sưu tầm cuốn sách này. Đương nhiên,
nếu anh ta không phải là một thiên tài của nhà họ Tiền, anh ta sẽ không thể lấy được cuốn sách này. Nhưng với thân phận công tử nhà họ Tiền, anh ta có thể vào động để xem tấm bia. Ngô Bình gật đầu, mai tôi đi thử xem. Tiếp theo, Lãnh Hương đi đến phòng bên cạnh, Ngô Bình luyện tập trong thư phòng để đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Thái Nhất Hoàng cực cảnh cấp 23, cảnh giới Long Uyên. Cảnh giới Long Uyên này là để mở ra một không gian quan trọng trong cơ thể cho việc tu luyện sau này, tên là Long Uyên. Nguồn gốc của cái tên Long Uyên có liên quan đến nguồn gốc của Thái Cổ Chân Nhân. Ngô Bình cảm thấy rằng Long Uyên có liên quan nhiều đến cảnh giới Long Môn trước đây của anh. Anh thử đột phá, không ngờ quá trình này vô cùng thuận lợi, trong cơ thể truyền đến một đợt tiếng vang thật lớn, giống như năm đó mở ra linh khiếu và thần khiếu vậy. Sau đó, một không gian bí ẩn xuất hiện trong tâm trí anh. Không gian này rất lớn, nhưng chỉ có khoảng hơn chục mét vuông là nhìn rõ, còn lại xung quanh là sương mù ngũ sắc, rất khó nhìn rõ. Trong không gian Long Uyên, có một thế lực thần bí ẩn hiện khiến anh rất khó nắm bắt. Khi anh mở mắt ra đã là ngày thứ hai, ngoài cửa có người cẩn thận hỏi anh có muốn dùng bữa sáng không. Anh ậm ừ, bốn thị nữ bưng lên mấy món ăn sáng ngon lành, anh gọi Lãnh Hương cùng ăn một ít, sau đó nói, lát nữa dẫn tôi đi sơn động, tôi muốn đi xem tấm bia. Lãnh Hương gật đầu, vâng thưa công tử. Ăn xong Ngô Bình đang định đứng lên thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám phụ nữ vang lên đằng sau khu nhà. Anh đến khu nhà xem thì thấy một cô gái đang dùng roi đánh vào đám phụ nữ chào đón anh về nhà. Anh nhíu mày hỏi, cô làm gì thế? Cô gái kia quay đầu, lạnh nhạt nói, chồng à, em đang dạy dỗ đám tiện tì này thay anh, nói rồi cô ta nhìn chằm chằm Lãnh Hương. Con nô tì này chồng mới đưa về đúng không? Cô ta chưa nói xong thì đã vung roi lên đánh về phía Lãnh Hương. Ngô Bình giơ tay tóm lấy roi. Lạnh lùng nói, cút ra ngoài, vĩnh viễn không được tới đây. Cô ta tức điên, hay lắm Tiền Huyền Tử, anh tìm gái khắp nơi thì cũng thôi, giờ còn muốn đuổi tôi đi à? Được, tôi đi, anh đừng hối hận. Cô ta tức tối rời đi, đám phụ nữ nhìn nhau, Tiền Huyền Tử đang giúp họ sao? Lãnh Hương lặng lẽ nói, công tử, cô ta là vợ Tiền Huyền Tử, đến từ nhà họ Dư, một trong các gia tộc lớn trong Huyền Chân Giáo. Nhà đó còn mạnh hơn nhà họ Tiền. Cô ta ôm hận đi về, nhà họ Dư chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngô Bình không quan tâm, nói tôi không thể nhìn cô ta làm loạn mà không quản. Không cần quan tâm cô ta, chúng ta đến hang động đã. Hai người đến một đại điện, trong đó có một trưởng lão đang ngồi đọc sách. Ngô Bình vào thì ông ta ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì? Ngô Bình, thưa trưởng lão. Tôi muốn đi lĩnh ngộ bia đá dưới lòng đất. Trưởng lão, có thể đi, nhưng chỉ có thể ở đó 10 canh giờ, đến giờ phải ra. Hơn nữa mỗi lần đi phải nộp 100 triệu tiền thần long. Ngô Bình không ngờ còn phải nộp tiền, nhưng anh cũng không để ý mà nộp tiền ngay, sau đó đi xuống lòng đất qua một cánh cửa phía sau điện. Đi xuống lòng đất, Ngô Bình bước vào một thời không riêng biệt. Trong thời không này có một loại khí tức khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng anh ngẫm nghĩ thật kỹ mà vẫn không rõ sự quen thuộc này đến từ đâu. Phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một đống hoang tàn đổ nát, cỏ dại mọc tùm, khắp nơi đều dựng bia đá, nhưng phần lớn bia đá đã bị phá hủy, chỉ còn lại một số ít. Đứng trong đống đổ nát, Ngô Bình mới phát hiện thời không này chỉ là một mảnh vụn còn sót lại của một khoảnh khắc nào đó, không có sức sống. Nó giống như một bức tranh, nhưng bức tranh này là không gian ba chiều, con người cũng có thể đi lại trong tranh. Anh đi đến một tấm bia đá chỉ còn lại một nửa, đưa tay nhặt một mảnh vỡ. Mảnh vỡ chẳng có gì quan trọng, nhẹ tựa lông hồng khi nằm trong tay anh. Đúng lúc này, thời không Long Uyên do anh mở ra bỗng rung chuyển dữ dội, tỏa ra khí tức rất kỳ diệu. Sau đó khung cảnh biến dạng, biến thành một luồng sáng, bay vào thời không Long Uyên của Ngô Bình. Vốn dĩ trong Long Uyên chỉ có một khu vực nhỏ được bao quanh bởi sương mù. Sau khi luồng sáng ấy tiến vào, cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy trước đó cũng được chuyển vào Long Uyên và trở nên sinh động hơn. Cỏ dại trên đống hoang tàn ấy đã ngập tràn sức sống. Anh kinh ngạc, lại nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ đều biến mất, không còn thông tin gì, không còn bia đá, nơi này chỉ là một hang ngầm khổng lồ mà thôi.
Giật nảy mình, anh vội vã bước ra ngoài. Trưởng lão trong điện cười hỏi, sao, chỉ nhìn một chút thôi đã đi ra rồi à? Ngô Bình đáp, nhìn sơ qua mà thấy không hiểu, nên đành thôi. Trưởng lão nói, không hiểu là chuyện bình thường, hiểu mới là lạ ấy chứ. Vừa ra ngoài, anh lập tức nói với Lãnh Hương, dẫn theo người nhà cô, đi cùng tôi. Lãnh Hương gật đầu, cùng Ngô Bình đi đến nhà mình. Gia đình Lãnh Hương có vài trăm người bao gồm người hầu và thành viên trong gia đình, sống trong một căn biệt thự rất lớn. Ngô Bình liếc nhìn biệt thự, sau khi bàn bạc với Lãnh Hương, bèn phất tay một cái. Cả căn biệt thự và vùng đất dày 30 mét đều bay lên, cùng anh tiến thẳng đến đế quốc Thiên Võ. Đến đế quốc, Ngô Bình tìm một nơi có địa thế và vị trí tốt, đào đất lên rồi đặt cả biệt thự vào đó, vừa vặn vô cùng. Mặt đất hơi rung chuyển. Người trong biệt thự thi nhau chạy ra xem mới phát hiện họ đã sống ở một nơi khác. Lãnh Hương vội giải thích với họ, Ngô Bình không xuất hiện mà về thẳng Hoàng Cung. Trong đầu toàn là cảnh tượng trong Long Uyên, anh đến nơi tu luyện, tâm trí đắm chìm vào đó, bắt đầu nghiên cứu tình hình của Long Uyên. Thần thức của anh tiến vào Long Uyên, đến trước một tấm bia đá, quan sát chữ và hoa văn trên bia. Nhìn rồi, anh mới phát hiện chữ trên tấm bia này và chữ được ghi chép trong sách của Tiền Huyền Tử hoàn toàn khác nhau. Chữ và hoa văn trên bia đá là sống, luôn luôn thay đổi, còn nội dung trong sách là cố định, không thay đổi. Đứng trước bia đá, Ngô Bình nhìn chòng chọc, nghiên cứu sự kỳ diệu của nó. Nhìn càng lâu, nội dung trên bia đá thay đổi càng nhanh. Lúc này, khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình đã phát huy tác dụng. Mọi thay đổi trên bia đá đã tiến hành sắp xếp tổ hợp trong tâm trí anh. Bằng cách này, anh đã nhanh chóng phát hiện sự huyền diệu của bia đá. Nội dung được ghi trên bia đá là một sức mạnh thần kỳ ngự trị vũ trụ, mà sức mạnh này xuất hiện trong một hình thái riêng biệt. Cơ thể Ngô Bình lập tức thực hiện 36 động tác nào cũng rất khó. Hơn nữa, 36 động tác này buộc phải tiến hành cùng lúc. Nhưng người chỉ có một cơ thể. Muốn làm 36 động tác cùng lúc buộc phải nhờ sự giúp đỡ từ ý nghĩa của không gian thứ nguyên. May mà lúc mở bí tàng, anh đã chuẩn bị năng lực này. Trong nháy mắt, xung quanh anh đã xuất hiện 36 không gian thứ nguyên, mỗi không gian đều có cơ thể của anh, sau đó cùng lúc làm một động tác kỳ diệu. Vào khoảnh khắc cuối cùng, 36 động tác hợp thành một, tương đương với việc anh thực hiện đồng thời 36 động tác. Hư không dao động. Đại địa gầm thét, một luồng sức mạnh ngự trị vũ trụ xuất hiện. Tuy vô cùng ngắn ngủi, nhưng uy lực của nó khiến Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc. Cùng lúc ấy, trong Long Uyên đột nhiên xuất hiện một phù văn bí ẩn. Nó giải phóng sức mạnh huyền diệu, trở thành một phần của sức mạnh Long Uyên. Ngô Bình suy tư, anh đã hiểu được đại khái Long Uyên này là nơi thế nào rồi. Lúc này, anh nghe thấy có người xin gặp, bèn đẩy cửa bước ra. Một long vệ cất lời, bệ hạ, cô Lâm Thanh Giao đang ở ngoài điện và xin gặp. Lâm Thanh Giao vốn là nữ đệ tử của Điện Thanh Liên, thuộc Sơn Kiếm Phái, sau đó gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông, vì Ngô Bình mà trở thành đệ tử ưu tú, rất được xem trọng. Cô ấy đã là người phụ nữ của Ngô Bình từ lâu, chẳng qua trước đó vẫn luôn bế quan, gần đây mới xuất quan. Vừa ra ngoài, cô ấy đã đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình nói, mời đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên của Hoàng Cung, hai chị em Lâm Thanh Giao và Lâm Bích Giao đã đến. Họ tò mò nhìn ngó xung quanh, khí thế của Hoàng Cung đế quốc Thiên Võ nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Trước kia họ cảm thấy Thiên Địa Kiếm Tông đã hùng mạnh lắm rồi, nhưng so với đế quốc Thiên Võ thì đúng là một trời một vực, kém rất xa. Thanh Giao, Bích Giao, lúc này, một giọng nói thân thuộc vang lên. Lâm Thanh Giao vội đứng dậy, nhắc thấy Ngô Bình tiến lại. Cô ấy bèn vui sướng chạy đến, do dự một chút nhưng vẫn ôm chặt người đàn ông này. Ngô Bình cười nói, Thanh Giao, lần này em bế quan, tu vi đã tăng rất nhiều. Lâm Thanh Giao đáp, sau khi xuất quan, em mới biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Biết thế thì em đã không bế quan rồi. Lâm Bích Giao cười bảo, anh rể, nghe nói hậu cung của anh có rất nhiều người đẹp, không biết có vị trí dành cho Thanh Giao không? Ngô Bình nói, dĩ nhiên là có rồi. Lâm Thanh Giao hỏi, Huyền Bình, em muốn Bích Giao ở lại đây cùng em, có được không?
Ngô Bình trả lời, có gì mà không được, anh đã sai người xây dựng cung điện cho em từ lâu rồi. Đi, anh dẫn hai người đi xem. Lâm Thanh Giao cũng có thân phận Hoàng Quý Phi, cung điện mà cô ấy ở tên là Yêu Nguyệt Cung, vô cùng rộng lớn, diện tích cả nghìn mẫu, với đông đảo người hầu. Tuy trước nay Lâm Thanh Giao chưa đến đây, nhưng ngày nào cung điện cũng có người quét dọn, sạch sẽ như mới. Lâm Thanh Giao thích vô cùng, đoạn cảm thán, Huyền Bình à, hai chị em bọn em ở một cung điện rộng lớn thế này thì lãng phí quá. Ngô Bình bảo, nếu em chê rộng thì có thể sinh thêm vài đứa trẻ mà. Gương mặt Lâm Thanh Giao đỏ bừng, Lâm Bích Giao bèn trêu, đúng rồi, có thể sinh con mà. Chị phải cố gắng đấy nhé. Lâm Thanh Giao vuốt tóc, đoạn nói, Huyền Bình này, em vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Lâm Thanh Giao đáp, Ngọc Nữ Môn gặp chút rắc rối. Em và đại sư tỷ Ngọc Nữ Môn, Đinh Nhu, là bạn thân. Hiện nay cô ấy đang gặp phiền phức. Huyền Bình à, giờ anh đã là đại đế thiên võ, có thể giúp cô ấy không? Đất trời thay đổi, thế lực nhỏ như Ngọc Nữ Môn rất khó tồn tại. Trước đây, nhờ có mối quan hệ với Ngô Bình, Ngọc Nữ Môn nương nhờ Thiên Địa Kiếm Tông nên mới miễn cưỡng duy trì được. Nhưng dạo trước đại lục hồng hoang hợp nhất, thế giới trở nên nguy hiểm hơn, Ngọc Nữ Môn cũng gặp phiền toái. Hơn nữa, ngay cả Thiên Địa Kiếm Tông cũng không thể giải quyết mối phiền toái này. Ngô Bình bảo, đừng gấp, hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Giao kể lại mọi chuyện. Ba ngày trước, có một môn phái tên Cự Linh Tông tình cờ phát hiện Ngọc Nữ Môn có rất nhiều cô gái đẹp. Thế là con trai của Tông Chủ Cự Linh Tông dẫn một đám người đến Ngọc Nữ Môn chọn lựa. Ninh Nhu có tư chất phi phàm, đã tu thành thiên tiên. Cô ấy phản kháng rất dữ dội, kết quả là bất cẩn đả thương thiếu tông chủ của Cự Linh Tông. Sau khi đám người kia đi khỏi, tông chủ của Cự Linh Tông nổi giận, tuyên bố rằng sẽ san bằng Ngọc Nữ Môn. Nếu chỉ có mỗi Cự Linh Tông thì Thiên Địa Kiếm Tông đã không sợ. Nhưng tông chủ của Cự Linh Tông lại có người họ hàng làm chức cao ở Tiên Đình, Thiên Địa Kiếm Tông cũng không tiện can thiệp nữa. Nghe cô ấy kể xong, Ngô Bình cười khẩy, Cự Linh Tông xem Ngọc Nữ Môn là nơi nào mà dám đến đó để tuyển chọn người đẹp cơ chứ. Lâm Thanh Giao nói, cũng hết cách, ai bảo người ta có chống lưng. Đừng nói là Thiên Địa Kiếm Tông, ngay cả thế lực lớn như Thiên Đạo Môn cũng không dễ dàng động đến Cự Linh Tông. Ngô Bình hỏi, có biết ai chống lưng cho Cự Linh Tông không? Lâm Thanh Giao đáp, quan nhất phẩm của Tiên Đình, tên là Hà Vĩnh Nghiệp. Ngô Bình bảo, anh biết rồi. Thanh Giao, Bích Giao, hai người làm quen với nơi này nhé, có chuyện gì cứ việc nói với cung nhân. Sắp xếp cho Lâm Thanh Giao xong xuôi, Ngô Bình đi đến Thiên Địa Kiếm Tông. Tông chủ hiện nay của Thiên Địa Kiếm Tông vẫn là La Thiên Tướng. Có điều dạo trước La Thiên Tướng đã rời Thiên Địa Kiếm Tông ra khỏi Đại Thế Giới Huyền Hoàng và đến ngụ tại Đế Quốc Thiên Võ. So với Đại Thế Giới Huyền Hoàng, đại lục hồng hoang rộng lớn có nhiều tài nguyên hơn, Thiên Địa Kiếm Tông cũng dễ phát triển hơn. Trong đại điện của Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình vừa xuất hiện, La Thiên Tướng liền dẫn theo những người có địa vị cao ra đón tiếp anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tham kiến bệ hạ, tất cả đều khấu đầu. Ngô Bình vội đỡ La Thiên Tướng dậy, sư tôn xin đừng làm vậy. Hiện giờ tu vi của La Thiên Tướng đã tiến vào cảnh giới Đại La. Ông ta cười nói, này bệ hạ đã là đại đế của Hồng Hoang, tôi nào dám làm sư tôn của ngài. Về sau, nếu bệ hạ không chê, cứ gọi tôi là chú La nhé. Ngô Bình kiên quyết gọi sư tôn nhưng La Thiên Tướng nặng nặc không đồng ý. Anh cũng không miễn cưỡng nữa, được, sau này con sẽ gọi là chú La. Chú La đã biết chuyện của Cự Linh Tông chưa? La Thiên Tướng gật đầu, tôi vốn muốn giúp Ngọc Nữ Môn dẹp yên chuyện này, dù sao thì trước đây ngài đã nhờ tôi chiếu cố Ngọc Nữ Môn. Nhưng tình huống lần này hơi phiền phức, tông chủ Tống Nguyên Côn của Cự Linh Tông có một người họ hàng làm quan ở Tiên Đình. Vậy nên chuyện này rất khó xử lý. Ngô Bình nói, con đã biết chuyện này rồi, Cự Linh Tông định làm thế nào? La Thiên Tướng đáp, tên Tống Nguyên Côn này vô cùng hống hách. Bảo là trừ phi dâng tặng tất cả nữ đệ tử của Ngọc Nữ Môn cho Cự Linh Tông, bằng không thì biết tay bọn họ. Ngô Bình bảo, hừm, nếu chúng đã không nói lý lẽ, vậy thì cứ dùng biện pháp mạnh thôi.
La Thiên Tướng nói, chuyện này liên quan đến quan viên của Tiên Đình, vẫn phải thận trọng một chút. Ngô Bình đáp, không sao, chỉ cần hợp tình hợp lý, Đại Thiên Tôn có đến cũng vô dụng. La Thiên Tướng gật đầu, hay là tôi đến Cự Linh Tông một chuyến, xem bọn họ muốn thế nào. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo, cũng được, vậy làm phiền chú La nhé. La Thiên Tướng bảo Ngô Bình chờ ở Thiên Địa Kiếm Tông, còn ông ta đích thân đến Cự Linh Tông. Các đồng môn có mối quan hệ tốt với Ngô Bình ở Thiên Địa Kiếm Tông đều đến trò chuyện với anh. Chờ được nửa giờ, La Thiên Tướng trở về với vẻ mặt tái xanh, không thỏa hiệp. Yêu cầu của Tống Nguyên Côn ngày càng quá quát, bây giờ không chỉ đòi ngọc nữ môn mà còn muốn tất cả nữ đệ tử của Điện Thanh Liên. Ngô Bình cười khẩy, khẩu vị khá quá nhỉ. Anh lấy bản đồ ra để kiểm tra và nhận thấy Cự Linh Tông nằm ở phía tây của đế quốc Thiên Võ, cách đây khoảng 36.000 dặm. Giữa hai nơi là một vùng đất rộng lớn chưa có chủ yếu là núi và thung lũng. Nhìn thêm vài lần, anh lấy ra một lá bùa và nhẹ nhàng vẫy nó. Bùa quang lấp lóe, vài giây sau đã có một võ tướng xuất hiện. Người này tên Lý Cuồng Đồ, là một võ tướng mới trưởng thành thuộc dòng Lý Thị, giỏi dùng binh đánh trận. Lý Cuồng Đồ quỳ xuống đất, bệ hạ. Ngô Bình nói, ta cho khanh 10.000 linh binh, hãy đánh hạ Cự Linh Tông này. Vùng đất từ Cự Linh Tông đến biên giới phía tây sẽ được đưa vào lãnh thổ. Mà tướng tuân lệnh, đôi mắt Lý Cuồng Đồ lóe sáng. Sau đó thả ra 10.000 thần hải linh binh, để bọn họ theo chân Lý Cuồng Đồ đi đánh chiếm Cự Linh Tông. Còn anh tiếp tục uống trà tán gẫu ở Thiên Địa Kiếm Tông, tiện thể chỉ điểm cho La Thiên Tướng về việc tu hành tiếp theo. Anh nhận được truyền thừa kiếm đạo, một câu nói của anh thôi cũng đã giúp ích rất nhiều cho La Thiên Tướng. Hai canh giờ sau, Lý Cuồng Đồ trở về báo cáo, cao giọng nói, bệ hạ. Mạt tướng đã dẫn binh đánh hạ Cự Linh Tông. Cự Linh Tông có 150 người chết, hơn 300 người bị thương, còn lại đều đã đầu hàng. Tông chủ Cự Linh Tông, Tống Nguyên Côn, đã bị bắt về. Ngô Bình ừ một tiếng, đưa đến đây. Không lâu sau, hai binh lính đã áp giải một tu sĩ trung niên đến quỳ trước mặt Ngô Bình. Người này chính là Tống Nguyên Côn, tông chủ của Cự Linh Tông. Tống Nguyên Côn ngước nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy oán hận. Dám động đến Cự Linh Tông chúng tôi, các người đều sẽ phải chết. Láo xược. Lý Cuồng Đồ tát vào mặt Tống Nguyên Côn khiến khóe môi ông ta chảy máu. Tống Nguyên Côn nghiến răng, cười lạnh lùng, thời gian của các người không còn nhiều đâu. Ngô Bình hỏi, chống lưng cho ông là Hà Vĩnh Nghiệp, quan lớn của Tiên Đình nhỉ? Tống Nguyên Côn cười khẩy, đúng thế. Năng lực hiện tại của Tiên Đình đã khác xưa. Ở Đại Lục Hồng Hoang, không một ai có thể đối chọi với Tiên Đình. Ngô Bình bảo, hy vọng lát nữa ông vẫn có thể ngạo mạn như thế. Áp giải xuống. Lúc này, hóa thân thanh minh của Ngô Bình đang đóng quân ở Nam Thiên Môn. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã chinh chiến hàng chục lần, lập vô số công trạng và kết giao với rất nhiều nhân vật tầm cỡ của Tiên Đình. Lòng anh ta thoáng động, nhận được tin từ Ngô Bình. Ngô Bình bảo thanh minh đi gặp một quan lớn của Tiên Đình, tên là Hà Vĩnh Nghiệp. Hiện nay, ngoài Thiên Soái, Thanh Minh là công thần số một của Tiên Đình, uy danh rất lớn. Dạo trước, người tên Hà Vĩnh Nghiệp kia còn từng ghé thăm anh ta, khách sáo hệt như bậc con cháu vậy. Anh ta lập tức dẫn binh lính đến Tiên Đình gặp Hà Vĩnh Nghiệp. Hai bên vừa gặp nhau, Thanh Minh liền kể rõ đầu đuôi với Hà Vĩnh Nghiệp, bảo rằng có người tên Tống Nguyên Côn tự xưng là họ hàng của Hà Vĩnh Nghiệp, đã mạo phạm bạn của anh ta. Hà Vĩnh Nghiệp vừa nghe xong, lập tức cử người đến Cự Linh Tông xử lý chuyện này, đồng thời giữ Thanh Minh lại, thết tiệc rồi uống rượu chuyện trò. Chẳng bao lâu sau, sứ giả của Hà Vĩnh Nghiệp đã đến Cự Linh Tông. Trưởng lão đã đầu hàng của Cự Linh Tông liền đưa sứ giả đến gặp Ngô Bình. Ngô Bình sai người đưa Tống Nguyên Côn đến lần thứ hai, bảo sứ giả gặp mặt ông ta. Tống Nguyên Côn nhận ra sứ giả, thấy sứ giả đã đến lập tức mừng rỡ kêu lên. Mong ông Hà làm chủ giúp tôi. Sứ giả lại lạnh lùng liếc nhìn Tống Nguyên Côn, lãnh đạm nói, ông chủ nhà tôi nói mình không có loại họ hàng có mắt không tròng này. Từ nay về sau, không được nhắc tên húy của ông chủ nữa, bằng không, giết bất luận tội. Nghe xong, gương mặt Tống Nguyên Côn xám xịt, sao lại như thế này? Sứ giả cúi người trước Ngô Bình, kính chào Đại Đế Thiên Võ.
Ông chủ nhà tôi gửi lời chào hỏi đến ngài ạ. Ngô Bình đáp, nói hay lắm. Nói thêm vài lời khách sáo, sứ giả bèn rời đi. Tống Nguyên Côn tuyệt vọng ngồi dưới đất, cảm thấy hối hận vô cùng, tự biết hôm nay có thể lành ít dữ nhiều rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Nguyên Côn nghiến răng, quỳ sụp xuống đất, bệ hạ, tôi có một báu vật, hy vọng có thể dùng nó đổi một mạng. Ngô Bình nhướng mày, ồ, có báu vật gì, nói ra nghe thử xem. Tống Nguyên Côn nói, bệ hạ, Cự Linh Tông chúng tôi có một báu vật, Cự Linh Kinh đã được lĩnh ngộ từ đó. Có điều Cự Linh Kinh vô cùng sâu xa, tổ tiên lập phái của chúng tôi cũng chỉ lĩnh hội được một phần rất nhỏ. Ngô Bình hỏi, vậy rốt cuộc đó là báu vật gì? Tống Nguyên Côn đáp, thật ra tôi cũng không biết, bởi báu vật đó vô cùng kỳ diệu, thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau. Ví dụ như thứ mà tôi từng nhìn thấy là một con cá lớn bay giữa không trung, thân mình chi chít phủ văn. Nhưng sư tôn của tôi lại nhìn thấy chiếc đĩa vàng xoay tròn trong không trung, phát ra vô số phủ quang. Ngô Bình giật mình, thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau ư, hiện tượng này hơi giống công pháp thiên phẩm. Khi ấy anh cũng thấy rất thần kỳ, nhưng bây giờ lại không cảm thấy có gì lạ nữa. Những thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau vì tri thức và năng lực của họ không giống nhau. Người có năng lực kém chỉ nhìn thấy một phần của sự vật, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy, chỉ thấy miệng giếng chứ không thể thấy toàn cảnh. Anh hỏi, vì sao công pháp mà các ông tu luyện lại có tên là Cự Linh Kinh? Tống Nguyên Côn đáp, bệ hạ, vì người tu luyện công pháp này, thân hình sẽ trở nên to lớn. Ví dụ như sư tổ của tôi, cuối cùng đã biến thành người khổng lồ nghìn mét. Có điều sư tổ đã chết trong tai kiếp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo, được rồi, đưa tôi đến xem báu vật ấy đi. Tống Nguyên Côn vội vàng đi trước dẫn đường. Ngô Bình thi triển năng lực, giây lát sau đã xuất hiện trên địa bàn của Cự Linh Tông. Cự Linh Tông là bá chủ nơi này, không ai dám động vào, vậy nên toàn bộ tài nguyên ở nơi đây đều thuộc về Cự Linh Tông cả. Cự Linh Tông được xây dựng rất nguy nga, so với hoàng cung của Ngô Bình cũng không thua kém. Đến sau núi Cự Linh Tông, Tống Nguyên Côn đưa tay gõ vài cái vào hư không, bức màn kết giới tự động mở ra một cánh cửa ánh sáng màu tím. Ông ta mời Ngô Bình vào trong. Đi qua cánh cửa ánh sáng màu tím, Ngô Bình tiến vào một thế giới kỳ lạ, một lượng lớn sinh linh đang bay trong không trung. Không gian này không có đất, là một thế giới ba chiều không có trọng lực. Tất cả sinh vật đều lơ lửng. Chỉ vào quang ảnh phía trước, Tống Nguyên Côn nói, bệ hạ, đó chính là bảo vật của Cự Linh Tông chúng tôi. Ngô Bình hỏi, người khác có biết đến vật này không? Nghe vậy, Tống Nguyên Côn lập tức căng thẳng, từng có một số nhân vật lớn biết và đến đây xem. Nhưng kỳ lạ là sau khi xem vật này, họ lại khinh khỉnh bỏ đi. Ngô Bình cười hỏi, ông bảo họ khinh thường vật này ư, tại sao? Tống Nguyên Côn hơi khó xử, tôi có hỏi, bọn họ bảo báu vật mà tôi nói chính là thứ không có chút giá trị nào, dù tặng miễn phí họ cũng không lấy. Ngô Bình nghĩ ngợi, đoạn nói, đi xem thôi. Hai người đến gần quang ảnh, Ngô Bình nhìn sang, thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bay lượn nhảy múa trong không trung, diệu kỳ vô cùng. Người đó ôm tỳ bà, đàn lên khúc nhạc dịu êm. Ngô Bình nhìn một lúc rồi sử dụng năng lực nhìn thấu vạn vật. Ngay tức thì, cảnh tượng trước mắt anh thay đổi. Người đẹp đã biến mất, thay bằng một hạt châu màu vàng to bằng nắm tay. Trên hạt châu có 9 lớp phù văn, mỗi lớp phù văn đại diện cho một đạo lý cao thâm. Anh phát hiện lớp phù văn ngoài cùng quả thật đã nảy sinh một công pháp cực mạnh, rất giống Cự Linh Kinh mà Tống Nguyên Côn đã nói. Nhưng anh cảm thấy lớp phù văn đầu tiên chỉ là vỏ ngoài thôi, truyền thừa thật sự nằm ở trong hạt châu. Lúc này Tống Nguyên Côn đang ngẩn ngơ nhìn ra không trung, bệ hạ, lần này thứ tôi nhìn thấy lại khác lần trước, một con chim lớn thật đẹp. Ngô Bình cũng không nói toạc ra, Tống Nguyên Côn, nể mặt Hà đại nhân, hôm nay tôi có thể tha cho ông một lần. Có điều tôi sẽ mang vật này đi, nó tiếp tục ở đây cũng chẳng có giá trị gì với các ông. Lời anh nói đều là thật lòng, Tống Nguyên Côn cũng biết sau này Cự Linh Tông không thể lấy lợi ích gì từ nó nữa. Bèn đáp vâng, vật này giờ đã thuộc về bệ hạ. Ngô Bình ừ một tiếng, sau này Cự Linh Tông phải tuân thủ luật pháp của đế quốc thiên võ, không được ức hiếp người dân địa phương, càng không được làm chuyện ác, nếu không tôi quyết không tha.
Không dám, không dám, Tống Nguyên Côn sợ run người, không ngừng đáp. Sau đó Ngô Bình không nhiều lời nữa, cầm lấy hạt châu rồi rời khỏi Cự Linh Tông. Về đến Hoàng Cung, anh thấy Đào Như Tuyết đang ôm một cô bé hơn 2 tuổi đang chờ mình. Cô bé rất xinh, hệt như chạm khắc từ Bạch Ngọc vậy, đang nhìn anh mỉm cười. Ngô Bình nhận ra ngay đó là con gái của anh. Cách đây 3 năm, trước khi rời đi, anh và Đào Như Tuyết đã có đứa con này. Lần trước anh về nhà, vợ chồng Lý Niệm Tổ dẫn con gái anh ra ngoài chơi, đến hôm nay mới về. Bố, cô bé không hề sợ lạ, đưa cái tay nhỏ xíu ra vòi Ngô Bình bế. Tay trái bế con gái, tay phải ôm Đào Như Tuyết, Ngô Bình hỏi, Như Tuyết, mấy hôm nay em đi đâu thế? Đào Như Tuyết cười đáp, đến tiên giới một chuyến, kiểm tra kỹ hơn tình hình bên đó, tiện thể kiểm tra việc mua bán đan dược. Ngô Bình thơm con gái, cười hỏi, đã đặt tên cho con chưa? Đào Như Tuyết đáp, bố đặt tên rồi ạ, Lý Tiểu Tiên, tên ở nhà là Tiên Nhi. Ngô Bình thơm con gái thêm vài cái nữa, Tiên Nhi, tên thật là hay. Tiên Nhi nói, bố đi đâu mà mãi không về thăm Tiên Nhi, bố không nhớ Tiên Nhi sao ạ? Ngô Bình cười đáp, nhớ chứ, nhưng nơi mà bố đi khá kỳ lạ, rõ ràng đã ở mấy tháng nhưng thực tế chỉ mới trôi qua vài giờ thôi. Cả hai đưa Tiên Nhi về cung, Đào Như Tuyết nói đến chuyện của tiên giới. Huyền Bình, không thể không nói Đại Thiên Tôn thật sự rất có năng lĩnh. Đại Thiên Tôn đã biến tiên giới thành nơi giao lưu với các huyền giới khác. Ngày nay, tu sĩ có thể giao lưu với các khu vực khác thông qua tiên giới. Do phía chúng ta có thiên đạo hoàn chỉnh hơn, hiện nay một lượng lớn tu sĩ đã nương nhờ Đại Thiên Tôn hoặc đến đây an cư lạc nghiệp. Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc, mở đường giao lưu với các huyền giới khác ư. Lợi hại. Đào Như Tuyết hỏi, Huyền Bình, anh biết huyền giới mà chúng ta đang ở tên là gì không? Ngô Bình hỏi, Đại Lục Hồng Hoang. Đào Như Tuyết đáp, không phải, gọi là Đông Tam Giới. Tất cả huyền giới đều được thần tộc phân chia khu vực thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Chúng ta ở vùng Đông, số thứ tự là 3, được gọi là Đông Tam Giới. Ngoài ra còn có Đông Nhất Giới, Đông Cửu Giới, Đông Thập Nhị Giới, vân vân. Ngô Bình rất ngạc nhiên, có nhiều khu vực đến thế sao? Đào Như Tuyết trả lời, giao thông giữa các giới rất khó khăn, những khu vực khác nhau được cai quản bởi các thần tộc khác nhau. Ngô Bình gật đầu, ra là vậy, còn phía Thiên Đình tiến triển thế nào rồi? Đào Như Tuyết nói, hiện nay một lượng lớn thợ lành nghề đang đến Thiên Đình, Đại Thiên Tôn đang xây dựng lại Thiên Đình. Ngô Bình hỏi, Đại Thiên Tôn quả là người có tham vọng. Có điều Đại Thiên Tôn làm vậy, lẽ nào thần tộc không can dự ư? Đào Như Tuyết bảo, cụ thể thì em không rõ, nhưng bây giờ Đại Thiên Tôn đã có năng lực rồi, có lẽ thần tộc cũng không làm gì được. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngô Bình nói, xem ra anh phải đến tiên giới một chuyến, tiện thể giao lưu với tu sĩ của khu vực khác một chút. Đào Như Tuyết, hiện giờ, tiên giới đã ban bố rất nhiều quy định được gọi là luật thiên quy, ai vi phạm cũng bị xử phạt dù có bất kỳ thân phận gì. Lúc em đến đã nhìn thấy một thiên tôn đang bị chặt đầu trên phố, còn có một đạo tổ bị hủy tu vi, sau đó bị kéo ra đường lớn cho người dân bêu dếu. Ngô Bình ngạc nhiên nói, vậy là bây giờ không ai ở tiên giới dám phạm pháp đúng không? Đào Như Tuyết, đúng vậy, nhưng vẫn có nhiều người có thực lực mạnh coi thường luật tiên quy. Em nghĩ giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, không lâu nữa, Đại Thiên Tôn sẽ dùng luật pháp để trói buộc tất cả tu sĩ. Ngô Bình, một thế giới tu hành có luật pháp ư? Thú vị đấy. Đào Như Tuyết, tiên giới bây giờ vàng thau lẫn lộn nên việc quản lý lỏng lẻo. Em cảm giác như Tiên Đình cố ý làm vậy để nhân đây cho vài thế lực trỗi dậy. Sau này, Tiên Đình chỉ cần khống chế các thế lực ấy là nắm được cả tiên giới rồi. Nghe Đào Như Tuyết kể xong về tình hình của tiên giới, Ngô Bình quyết định hôm khác sẽ đến đó kiểm tra một chuyến để bày binh bố trận trước. Anh có dự cảm không lâu nữa, tiên giới sẽ ngày càng phồn vinh. Anh ngẫm nghĩ rồi nói với Đào Như Tuyết. Vậy thì thứ có thể thu hút các tu sĩ đến từ các huyền giới khác nhau chính là mua bán. Hơn nữa, bất kể là tu sĩ ở đâu thì cũng cần đến tài nguyên tu hành đầu tiên. Đào Như Tuyết cười nói, Huyền Bình, ý anh là đan dược ư? Ngô Bình gật đầu, ừ, chúng ta có thể dùng đan dược để đổi lấy dược liệu ở mọi nơi,
sau đó luyện chế ra được nhiều đan dược hơn. Đào Như Tuyết, nhưng anh chỉ có một mình thì có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược chứ? Ngô Bình, anh có thể tạo ra các con rối luyện đan, chúng sẽ luyện chế đan dược theo quy trình của anh. Đan dược do chúng luyện chế ra cũng không thua gì của anh đâu, đương nhiên anh vẫn sẽ đích thân luyện chế các đan dược cao cấp. Đào Như Tuyết cười nói, nếu có thể dùng con rối để luyện đan thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được bổn tiền. Huyền Bình, việc này anh cứ để em. Ngô Bình gật đầu, ừ, chờ anh củng cố vị trí ở tiên giới rồi thì em đến đó kinh doanh cửa hàng đan dược của mình nhé. Đào Như Tuyết, giai đoạn đầu, chúng ta có thể bán đan dược trên mạng tiên, em nghe nói mạng tiên đang mở rộng phạm vi sử dụng, mọi người ở các đại khuyên giới đều đang dùng rồi. Ngô Bình, ừ, mạng tiên nổi tiếng rồi nên kinh doanh trên đó cũng được. Ngô Bình ở lại với mẹ con Đào Như Tuyết mấy hôm, tiện thế lấy hạt châu màu vàng kia ra nghiên cứu. Bên ngoài hạt châu này có 9 tầng phù văn, nhưng Cự Linh Tông chỉ lĩnh ngộ được Cự Linh Kinh ở ngoài cùng, từ đó có thể thấy hạt châu này che giấu một bí mật lớn. Ngô Bình có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì thế anh không vội vàng mà cứ thế lĩnh ngộ từng tầng của hạt châu. Tầng thứ nhất với anh không khó, anh chỉ cần nghĩ một lát là hiểu. Khi anh đang cảm nhận phù văn thì chợt có một luồng sức mạnh kỳ diệu ở ngoài vũ trụ tích tụ rồi tiến vào trong cơ thể anh. Luồng sức mạnh này rất lớn, nhưng với Ngô Bình thì chưa là gì, anh nhanh chóng luyện chế nó thành một cái vòng thần và trở thành một phần trong sức mạnh của anh. Tiếp đó, anh cảm nhận tầng phù văn thứ hai, lại có một luồng sức mạnh hung hãn tiến vào người anh tiếp và lại được anh luyện chế thành một cái vòng thần. Cứ thế, Ngô Bình liên tục cảm nhận và hấp thu sức mạnh của 9 tầng phù văn và luyện hóa chúng thành vòng thần. Khi anh lĩnh ngộ đến tầng thứ 9 thì hạt châu chợt bay lên cao, sau đó phá vỡ không gian để tiến vào thần hải của anh. Thần hải của Na rất rộng, hạt châu vừa tiến vào đã có tiếng nổ lớn vang lên, nó đã hóa thành khói. Hơi khói cuồn cuộn rồi biến thành một cường giả hình người. Mấy chiếc vòng mà anh luyện hóa trước đó cũng bay lên, sau đó xếp thành hàng phía sau cường giả hình người. Lúc này, Ngô Bình thấy cơ thể của các cường giả hình người này có sự biến đổi kỳ lạ. Cấu tạo cơ thể và trạng thái của nó đều mô phỏng theo Ngô Bình, thậm chí ngoại hình của nó cũng giống anh y hệt. Nửa tiếng sau, cường giả hình người đã biến thành một người giống hệt Ngô Bình, thậm chí đến quần áo cũng tương tự. Họ cũng có động thiên, thần hồn, thần thông võ kỹ, thậm chí đến từng sợi lông cũng giống nhau. Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt, ví dụ cường giả này có 9 cái vòng sau đầu, chúng giúp tăng thực lực cho nó. Ngô Bình tò mò nhìn nó rồi hỏi, ngươi là ai? Ngô Bình do hạt châu biến thành đáp, tôi là Tượng, đến từ một vũ trụ khác. Vũ trụ của tôi đã bị tiêu diệt nên tôi không thể ở lại đó, đành phải đến thế giới này. Năng lực của tôi là mô phỏng, sau đó có thể mạnh hơn cả người mà tôi mô phỏng. Ngô Bình, thế giờ ngươi là một hóa thân của ta à? Cường giả hình người, trở thành hóa thân của anh là vinh hạnh của tôi, anh rất mạnh, tôi đồng ý hợp tác với anh. Ngô Bình nhìn nó rồi nói, nhưng tôi không muốn. Cường giả hình người, tôi chẳng có điểm gì hại cho anh cả. Ngô Bình, thật không? Lấy thử ví dụ đi. Cường giả hình người, số lượng vòng thần anh tu luyện chưa đủ, tôi có thể tăng chúng lên cho anh. Ngô Bình trợn tròn mắt, tăng lên ư, ngươi chắc chưa? Tượng nói, có gì đâu mà ngạc nhiên, tôi đã đến rất nhiều vũ trụ, hấp thu đủ các loại sức mạnh nên đâu khó để làm được điều đó. Ngô Bình, cho ta xem sức mạnh của ngươi trước đã. Xung quanh người Tượng lập tức xuất hiện nhiều sức mạnh thần kỳ khác nhau, chúng ngưng tụ thành các vòng thần, sau đó bay tới cạnh Ngô Bình và trở thành một phần của anh. Có thêm sức mạnh từ các vòng thần này, thực lực của Ngô Bình đã tăng vọt. Anh hỏi Tượng, nếu ngươi đến từ vũ trụ khác thì để ta đặt cho ngươi một cái tên, lấy tên Lý Thiên Ngoại nhé. Tượng nói, tên này khá hay, tôi đồng ý. Sau đó, Ngô Bình đã bắt tay chế tạo con rối luyện đan. Chúng chủ yếu luyện chế các đan dược cấp thấp, nếu là đan dược cấp cao thì vẫn do Ngô Bình đích thân luyện chế. Chế tạo con rối không phải việc dễ. Ngô Bình mất 3 ngày mới tạo ra được con rối luyện đan đầu tiên. Con rối này có thể luyện chế đan dược đả thông linh khiếu và thần khiếu, hay còn gọi là khai khiếu đan. Sau khi tạo ra con thứ nhất thì các con sau không thành vấn đề nữa,
loáng cái Ngô Bình đã tạo ra cả trăm con rối luyện đan. Anh lấy 100 cái lò luyện đan ra rồi bắt đầu cho 7 con rối làm việc luôn. Anh vừa gọi một tiếng lão dược thì đã có một giọng nói vang lên trong đầu ngay có mặt. Chuẩn bị ít dược liệu cho tôi luyện đan. Nghe thấy thế, lão dược nổi hứng rồi nói, chủ nhân, dạo này cậu chẳng chịu luyện đan gì cả, phải nỗ lực lên chứ. Không thì sao tôi thăng cấp được. Lão dược này là một ruộng thuốc, hiện đang ở cấp 8, sau này còn đột phá thành động thiên, thế giới. Ngô Bình luyện đan càng nhiều, cấp bậc của đan dược càng cao thì ông ấy đột phá càng nhanh. Vì thế, khi Ngô Bình bảo cần 100 loại dược liệu để luyện chế khai khiếu đan, động thiên của anh lóe sáng, tất cả dược liệu cần thiết đã có đủ. 100 con rối luyện đan đều nhận lấy dược liệu rồi vào việc ngay. Hành động của chúng đồng nhất, các luyện chế cũng y như nhau nên nhìn trông rất hoành tráng. Khoảng 15 phút sau, các con rối đã luyện chế xong lò đan dược đầu tiên. Ngô Bình lấy khai khiếu đan ra xem thì phát hiện tất cả đều ở cấp đế phẩm. Anh rất hài lòng, vì thế tiếp tục tạo ra thêm thành 1.000 con rối, sau đó đến cả chục nghìn con. Cùng lúc đó, anh cũng thu mua một lượng lớn dược liệu cần thiết trên mạng tiên, dẫu sao dược liệu của lão dược cũng có hạn, không thể cung ứng đủ cho anh được. Cứ thế, chỉ trong một ngày mà Ngô Bình đã luyện chế được cả triệu viên khai khiếu đan, chúng có thể hỗ trợ mở linh khiếu và thần khiếu, tuy chỉ là đan dược cơ bản nhưng chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nền móng của các tu sĩ nên giá cũng không hề rẻ. Một viên khai khiếu đan được Ngô Bình bán với giá 100.000 thần long. Ngần này đan dược thì anh bán được bộn tiền rồi. Đầu tiên, Ngô Bình bán chúng trên mạng tiên, vì chúng có hiệu quả tốt, hơn nữa còn là cấp đế phẩm, mà giá cũng không quá đắt nên vừa ra mắt đã bán được số lượng lớn ngay. Chỉ trong 5 tiếng, cả triệu viên khai khiêu đan của Ngô Bình đã bán hết phèo. Ngày hôm sau, anh bắt tay vào chế tạo loại con rối luyện đan thứ hai. Hiện giờ, mỗi loại con rối chỉ luyện chế được một loại đan dược nên với mỗi loại đan dược anh cần tạo ra loại con rối khác nhau. Đan dược mà anh muốn luyện chế lần này là đan dược tam tai đan chống lại tam tai của hư tiên, uống đan dược này vào thì có thể dễ dàng chống lại tam tai. Lần này, anh đã tạo ra 5.000 con rối luyện đan cùng luyện chế tam tai đan, thành phẩm vẫn là đan dược cấp đế phẩm. Giá của tam tai đan cao hơn khai khiếu đan một chút, 500.000 thần long một viên. Trong một ngày các con rối có thể luyện chế được 300.000 viên. Ngày thứ ba, Ngô Bình gọi Lý Thiên Ngoại, nó cũng có thể mô phỏng trình độ luyện đan của anh nên cũng có thể tạo ra con rối. Sau khi giao việc này cho Lý Thiên Ngoại xong, Ngô Bình tiếp tục cảm nhận tấm bia đá trong Long Uyên. Nhờ kinh nghiệm của lần trước nên anh đã cảm ngộ dễ dàng hơn. Mỗi khi anh cảm ngộ một tấm bia đá thì bên ngoài vũ trụ lại có một luồng sức mạnh kỳ diệu tiến vào cơ thể anh và hình thành một phù văn. Anh phát hiện mình càng lĩnh ngộ được nhiều bia đá thì tốc độ lĩnh ngộ về sau càng nhanh hơn. 3 ngày đầu, anh chỉ lĩnh ngộ được 10 bia, nhưng 3 ngày tiếp theo, anh đã lĩnh ngộ được 20 bia, sau đó nữa thì đã lên tới 42 bia. Anh lĩnh ngộ được càng nhiều thì sức mạnh trong Long Uyên càng lớn. Khi số lượng phù văn đạt tới con số 100 thì các sức ảnh ấy bắt đầu thẩm thấu ra ngoài và ngấm vào cơ thể và thần hồn của Ngô Bình, thậm chí anh còn ngưng luyện sức mạnh còn thừa thành vòng thần. Lẽ ra anh ngưng luyện được hơn 800 vòng thần là quá mạnh rồi, nhưng anh cảm thấy đây vẫn chưa phải giới hạn của mình nên quyết định sẽ tạo ra nhiều vòng thần hơn nữa. Chủ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã ngưng luyện ra thêm 200 vòng thần, khiến số lượng vòng tăng lên thành hơn 1.000. Cùng lúc đó, số lượng phù văn trong Long Uyên cũng đã vượt qua con số 300. Lúc này, các con rối luyện đan đã được hơn nửa tháng, Ngô Bình đã có 18 loại con rối khác nhau, mỗi loại có thể luyện chế một loại đan dược. Các đan dược này đều được bán hết ngay khi lên kệ. Hôm nay, Đào Như Tuyết mở cửa phòng ra rồi có vẻ nghiêm trọng nói, Huyền Bình, đan dược của chúng ta không thể bán trên mạng tiên được nữa. Ngô Bình tò mò hỏi, tại sao? Đào Như Tuyết, mạng tiên đã tước mất quyền bán đan dược của chúng ta rồi, hơn nữa cơ quan luyện đan lớn nhất của tiên giới cũng đang cảnh cáo chúng ta không được bán đan dược của mình trên mạng tiên hay ở tiên giới nữa. Ngô Bình cười khẩy, họ dựa vào đâu mà không cho mình bán chứ? Đào Như Tuyết, đan dược của mình có chất lượng tốt, giá cả phải chăng, số lượng lại nhiều nên đương nhiên các tu sĩ rất thích.
Như thế thì lợi ích của các thầy luyện đan sẽ bị hạn chế, họ không bán được hàng, không tăng được giá, thậm chí có người còn không biết luyện chế đan dược gì nữa. Ngô Bình cười lạnh, đó là vì họ thiếu bản lĩnh, sao trách anh được. Đào Như Tuyết, tóm lại là giờ họ không cho mình bán đan dược nữa. Ngô Bình hừ mạnh nói, để anh xem rốt cuộc là ai dám ngăn cản anh bán đan dược. Đào Như Tuyết, Huyền Bình, anh định đến tiên giới à? Ngô Bình gật đầu, sớm muộn cũng phải đi mà. Đào Như Tuyết, Huyền Bình, tốt nhất anh nên dùng thân phận khác. Như thế dù anh có làm gì thì họ cũng không trách anh được. Ngô Bình cười nói, ừ, chuyện này anh làm suốt mà. Anh ở lại nhà thêm vài hôm rồi đến tiên giới. Anh chưa chính thức đến đây lần nào, trước kia anh mới chỉ tới đại thế giới huyền hoàng, đại thế giới kiếm đạo và đại thế giới thái thanh thôi, nhưng đây đều không phải khu vực chính của tiên giới. Lần này thì khác, anh sẽ đến thẳng trung tâm của tiên giới là đại thế giới trung ương. Đại thế giới trung ương nối liền với các đại thế giới khác, giờ còn nối với các khuyên giới lớn, hay thậm chí là các thế lực lớn cũng thiết lập điện vận chuyển với nơi này cho tiện đi lại. Đại thế giới trung ương rất rộng, thời không thì chồng chéo lên nhau, diện tích thì còn rộng hơn cả đại lục hồng hoang. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến đây, khi hai chân vừa tiếp đất, anh đã cảm thấy một trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Không chỉ thế, ở đây không giống thế giới linh đài. Nó là một thế giới thật sự. Hiện giờ, Ngô Bình đang ở trong một ngọn núi hoang, anh bay lên cao thì nhìn thấy ở phía xa có một thành nhỏ nên bay về đó. Gần đến nơi, anh đã nhìn thấy có nhiều tu sĩ đi vào trong thành. Nhưng có hai hư tiên đang đứng ở đây để kiểm tra người ra vào. Anh quan sát thì thấy tất cả mọi người vào thành đều có một thứ tương tự như giấy thông hành tên là tiên dẫn. Nếu không có thứ này thì phải đăng ký làm tại chỗ. Mà đăng ký làm tiên dẫn sẽ phải thông báo lai lịch và mục đích đến đây. Ngô Bình xếp hàng ở bên ngoài, sau đó lấy huy hiệu thầy luyện đan lúc trước ra, hai hư tiên thấy anh là thầy luyện đan thì lập tức khách sáo hẳn, một người nói anh đến thành có việc gì ạ? Ngô Bình cười đáp, tôi là Lý Đức Tài, là một đại sư luyện đan năm sao. Tôi đến đây để mua ít dược liệu, tiện thế bán ít đan dược. Hư tiên kia cười nói, thành tử tinh chào đón đại sư, nhưng chúng tôi phải đăng ký giúp anh để làm tiên dẫn đã. Ngô Bình gật đầu, được, phiền hai anh. Đại sư luyện đan năm sao cực hiếm, cả thành tử tinh cũng chẳng có lấy một người, vì thế quá trình làm tiên dẫn của Ngô Bình rất thuận lợi. Họ chỉ hỏi anh vài câu rồi làm cho anh ngay. Có tiên dẫn rồi, Ngô Bình thuận lợi vào thành tử tinh. Tuy đây là một thành nhỏ nhưng diện tích vẫn khá lớn. Dân số đông đúc. Vào thành rồi, Ngô Bình đến ngay đường lớn để xem cửa hàng đan dược ở đây. Anh phát hiện các cửa hàng đan dược ở đây hầu hết đều kinh doanh theo chuỗi, ví dụ anh có thể nhìn thấy tên của cửa hàng Vạn Cổ Đan Lâu ở mấy con phố. Ngô Bình hỏi thăm một chút thì biết được thế lực đứng sau Vạn Cổ Đan Lâu là một môn phái luyện đan rất mạnh tên là Linh Tê Đan Tông. Tiêu chuẩn để trở thành thầy luyện đan ở đây cùng với chất lượng đan dược đã được môn phái này lập ra quy định. Ở tiên giới có khá nhiều thế lực luyện đan giống Linh Tê Đan Tông, họ đều giữ mối quan hệ thân thiết với nhau, vừa cạnh tranh vừa hợp tác. Ngô Bình mất một ngày để đi tới hết các cửa hàng đan dược ở thành Tử Tinh, đồng thời mua được cả đống dược liệu. Ngoài ra, anh đã mua một ngôi nhà ở đây, sau khi về nhà thì anh bắt tay vào luyện đan ngay. Anh muốn xem rốt cuộc có thể bán đan dược ở trong thành này hay không. Tối đó, anh đã luyện chế được hơn chục loại đan dược. Thêm đan dược mà anh đã có sẵn nữa thì tổng cộng Ngô Bình đã có hơn 50 loại, gộp lại là hơn 100 viên. Sáng sớm hôm sau, anh đã mua một cửa hàng, sau đó đổi thành cửa hàng đan dược và thuê thêm người tới hỗ trợ. Anh đã đặt cho cửa hàng cái tên là cửa hàng đan dược Đức Tài và bắt đầu kinh doanh đan dược. Đan dược của anh có chất lượng cao, giá cả hợp lý, tu sĩ đầu tiên vào xem đã bị thu hút và mua một lèo 3 loại đan dược. Không lâu sau, lại có thêm hơn chục tu sĩ khác vào và vui vẻ lựa chọn đan dược. Ngô Bình còn dán thông báo bên ngoài cửa hàng là anh không chỉ bán đan dược ở đây, mà khách hàng còn được đặt đan dược theo yêu cầu. Đến trưa, cửa hàng Đức Tài của anh đã chật kín khách, gần như không một khe hở, tất cả đan dược của Ngô Bình cũng đã bán hết phèo. Buổi chiều, Ngô Bình lại mang một ít đan dược ra, tuy chủng loại không nhiều,
nhưng chất lượng thì khỏi phải bàn, số lượng cũng rất nhiều. Việc kinh doanh của buổi chiều rất tốt, hơn nữa có nhiều tu sĩ đã đặt luyện đan dược riêng, mỗi người đặt một loại đan dược khác nhau nên Ngô Bình phải lấy giấy bút ra ghi lại. Khi mặt trời lặn, anh đóng cửa và bắt đầu luyện đan. Hôm nay, anh đã nhận được hơn 100 đơn đặt làm đan dược khác nhau, vì thế ít nhất anh cần luyện chế hơn 100 lò đan dược khác nhau. Anh vừa lấy dược liệu ở chỗ lão dược, vừa bảo Lý Thiên Ngoại giúp. Quá trình luyện đan của họ là làm từ khó đến dễ, họ luyện chế các đan dược khó trước rồi đến đan dược dễ sau. Đan dược cấp thấp thì Ngô Bình sẽ cho hóa thân làm. Ngô Bình và Lý Thiên Ngoại bận rộn đến nửa đêm thì mới hoàn thành xong hết đơn đặt hàng. Sáng hôm sau, Ngô Bình vừa mở cửa thì đã thấy đông nghịt khách chờ, họ đều đến để mua đan dược, trong đó cũng có người đến đặt luyện chế riêng. Ngô Bình vội chắp tay chào mọi người, các vị khách quan, để mọi người chờ lâu rồi, tôi thật lòng xin lỗi. Có người nói, không sao, hy vọng hôm nay chúng tôi có thể mua được đan dược ưng ý. Ông chủ Lý, hôm nay có đủ hàng không đấy? Ngô Bình cười nói, ngại quá, chủng loại đan dược hôm nay không nhiều nhưng đơn đặt hàng hôm qua thì chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, mọi người xếp hàng nhận đồ đi. Mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Ngô Bình đã luyện chế xong hết đan dược mà họ đặt hôm qua. Vì thế, các tu sĩ có đơn của ngày hôm qua đều nhanh chóng xếp hàng chờ lấy đan dược của mình. Vị khách đầu tiên nhận được động chân đan, khi thấy đan dược có cấp đế phẩm thì đầy kích động nói, động chân đan cấp đế phẩm này, siêu quá. Các vị khách phía sau cũng nhận được đan dược mình đặt, dù đan dược của họ có khó luyện chế đến mấy thì Ngô Bình cũng cho ra thành phẩm cấp đế phẩm. Vì thế, cửa hàng đan dược Đức Tài đã khiến tất cả mọi người phải bái phục, đơn đặt hàng của ngày hôm nay đã tăng đột biến lên 500, hơn nữa hầu hết đều là đan dược cao cấp. Do đơn đặt hàng quá nhiều nên Ngô Bình đã khất trả đơn vào 3 ngày sau, mọi người đều đồng ý ngay, chỉ cần lấy đan dược mình muốn là được. Phải biết rằng đan dược khác với các mặt hàng khác trên thị trường càng cần đan dược gì thì các thầy luyện đan càng luyện ít đan dược ấy. Vì theo họ thấy, cái gì hiếm thì mới quý, như vậy mới bán được với giá cao. Nói thẳng ra là các thầy luyện đan có khả năng độc thị trường đan dược, họ muốn khống chế ra giá thông qua số lượng, các làm này khiến các tu sĩ rất bực nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hiện nay, cửa hàng đan dược Đức Tài nhận luyện chế đan dược theo yêu cầu riêng của khách hàng khiến ai nấy đều hồ hởi, vì thế thi nhau đến đặt. Khi cửa hàng đóng cửa, Ngô Bình chuẩn bị luyện đan thì nghe thấy một tiếng động lớn, cánh cửa của cửa hàng đã bị ai đó đạp vỡ, các nhân viên của anh đứng sau cửa đều bị đánh bay và thổ huyết bị thương. Ngô Bình vội vàng chạy ra thì thấy có một tốp tu sĩ đi vào, đi đầu là một người có tu vi chân tiên và khí tức mạnh mẽ, theo sau còn có 4 thần tiên nữa. Chân tiên này có gương mặt đen nhẻm, con người màu vàng, tóc đỏ như lửa, trên người người này có mùi đan dược rõ ràng. Không cần hỏi thì Ngô Bình cũng biết đây là một thầy luyện đan. Ngô Bình vung tay lên, nhân viên của anh đều khỏe trở lại, anh nhìn tu sĩ mặt đen rồi bình tĩnh hỏi, tại sao anh lại phá cửa của tôi? Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói, cậu to gan đấy, dám bán đan dược ở địa bàn của chúng tôi. Có biết tôi là ai không hả? Ngô Bình hỏi, anh là ai? Người đó căm phẫn nói, có biết Vạn Cổ Đan Lâu không? Ngô Bình, à, ra là người của Vạn Cổ Đan Lâu. Chúng ta cùng ngành mà sao anh lại phá cửa hàng của tôi? Anh làm thế này là mất lịch sự lắm đấy. Tu sĩ mặt đen cười lạnh nói, phá cửa hàng của cậu còn là nhẹ đấy, hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu luôn. Ngô Bình chớp mắt nói, anh định đánh chết tôi à? Tu sĩ mặt đen hừ lạnh nói, nhưng nể tình cậu cũng là một thầy luyện đan nên tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chịu đến Vạn Cổ Đan Lâu làm việc thì tôi sẽ tha mạng cho cậu. Ngô Bình hỏi, nếu tôi từ chối thì sao? Từ chối, tu sĩ mặt đen nhướn mày nói, thì chết. Ngô Bình thở dài nói, anh phá cửa hàng của tôi rồi còn đòi giết tôi, các người thật vô lý, tiên giới không có vương pháp à? Tu sĩ mặt đen nghe thấy thế thì cười phá lên rồi nói, vương pháp ư? Để tôi nói cho cậu biết chúng tôi chính là vương pháp ở thành tử tinh này. Tôi cho cậu 5 phút để suy nghĩ, một là đi theo chúng tôi, hai là chết. Ngô Bình thờ ơ nói, khỏi phải nghĩ, tôi không đi đâu.
Tu sĩ mặt đen nổi sát ý, thế thì chết đi. Hắn vung tay phải lên, một con hỏa xà màu tím bay về phía Ngô Bình. Nó chính là đan hỏa để luyện đan nên có thể thiêu cháy vạn vật nên có uy lực rất mạnh. Xong, Ngô Bình chỉ thổi một cái là con hỏa xà tịt lửa ngay, anh tiến lên, tu sĩ mặt đen đã bị một luồng sức mạnh đè mạnh, tu sĩ mặt đen đã bị một luồng sức mạnh đè mạnh xuống đỉnh đầu. Phập! Luồng sức mạnh ấy đã đè bẹp hắn thành cái bánh rán, bốn thần tiên khác đi cùng thấy thế thì sợ mất mật rồi chạy biến mất. Ngô Bình không đuổi theo mà lẩm bẩm, các người phá cửa hàng của tôi thì tôi sẽ san bằng đan lâu của các người. Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng rồi đến vạn cổ đan lâu. Ngô Bình bay lên cao và nhanh chóng tìm thấy một đan lâu, sau đó chộp tay về phía đó, một trường ấn khổng lồ đã ụp xuống đỉnh lâu, một tiếng động lớn vang lên, đan lâu sụp đổ, các tu sĩ chạy ra ngoài rồi kinh ngạc nhìn lên trời. Ai dám động vào vạn cổ đan lâu của ta, đúng lúc này, có một người gào lên, một đạo quân bay vút lên cao, sau đó tiến gần về phía Ngô Bình. Đạo quân này có mái tóc bạc và mặc đồ màu tím, gương mặt trông rất trẻ trung, hắn ta trừng mắt lườm Ngô Bình, tiểu tử, ai cho cậu to gan thế hả? Ngô Bình, các người đã phá hỏng cửa của cửa hàng tôi, nên tôi sẽ san bằng nơi này. Chết tiệt, người đó điểm một ngón tay về phía Ngô Bình, một tia sét đánh về phía mi tâm của anh, đây chính là lôi thuật. Song tia sét này vừa đến gần Ngô Bình thì đã tắt điện ngay. Anh cười khẩy một tiếng rồi búng ngón tay, một tia sét màu tím đã phản công lại người đàn ông. Đạo quân thấy người mình tê dại, sau đó hét lên đau đớn và ngã từ trên cao xuống. Mọi người vội vàng ra xem thì thấy linh đài của hắn ta đã bị sét đánh vỡ tan, tu vi toàn thân cũng bị phế bỏ. Cái gì, phế đạo quân bằng một đòn ư? Người này là ai thế? Ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Ngô Bình chứa đầy vẻ sợ hãi. Ngô Bình mặc kệ bọn họ rồi lại đến đan lâu thứ hai, sau đó cũng san bằng nơi ấy bằng một trường. Cứ thế, anh đã nhanh chóng xử lý hết vạn cổ đan lâu ở đây. Xong xuôi, Ngô Bình quay về tiếp tục luyện đan. Đơn hàng mới này cần anh đích thân luyện chế. Vạn cổ đan lâu bị người ta tiêu diệt, tin này khiến cả thành Tử Tinh phải chấn động. Ai cũng nghĩ thành Tử Tinh sắp có biến rồi, Linh Tê Đan Tông nhất định sẽ không ngồi yên. Chẳng bao lâu nữa người của họ cũng sẽ tới. Quả nhiên, Ngô Bình mới luyện xong vài lò đan dược thì đã thấy có tia sáng trên nóc cửa hàng. Chỉ thấy có một cái bát lớn ụp xuống, giam anh và cửa hàng ở bên trong. Anh cười mỉa một cái rồi tung một quyền ra, sức mạnh khủng bố đã đập vỡ cái bát tạo ra một tiếng động lớn. Các cao thủ ở quanh đó không nhìn được mà cảm thán, không thể nào. Ngũ giới uyển là pháp bảo do đạo tôn luyện chế. Sao có thể bị đánh vỡ bởi một quyền được? Người khác nói, thực lực của người này quá mạnh, chúng ta rút thôi. Nhưng đã muộn, Ngô Bình đã xuất hiện bên cạnh họ và túm đầu một người, luồng sức mạnh vĩ đại chèn ép khiến người kia không thở nổi, chỉ biết nói, xin tha mạng. Ngô Bình hỏi, các người thuộc Linh Tê Đan Tông hả? Người đó vội đáp vâng, tiểu nhân là một trưởng lão của Linh Tê Đan Tông. Ngô Bình, Linh Tê Đan Tông giỏi lắm, dám phá cửa của tôi. Nói mau, các người định đền bù thế nào? Người kia ngẩn ra, đền cửa ạ. Ngô Bình, đúng, cửa hàng này của tôi đã truyền được 36 đời rồi nên tôi rất có tình cảm với nó. Nếu các người không chịu đền thì tôi sẽ san bằng cả môn phái. Người kia vã mồ hôi lạnh nói, chắc chắn chúng tôi sẽ đền ạ. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, thế thì chốt giá 1 tỷ tiền đạo. Mấy người kia trợn tròn mắt, có mỗi cánh cửa mà bắt đền cả 1 tỷ tiền đạo ư. Ăn cướp à? Ngô Bình cười lạnh, sao? Định không đền à? Cảm nhận được sát khí của anh, nhóm người kia vội vã gật đầu nói, có đền, chúng tôi sẽ đền đủ 1 tỷ tiền đạo. Ngô Bình, chắc bây giờ các người không mang theo nhiều tiền như vậy. Đi thôi, tôi muốn đến Linh Tê Đan Tông tham quan. Cả nhóm kia đều lo lắng thấp thỏm, họ cảm nhận được thực lực của Ngô Bình rất mạnh, môn phái của họ không thể địch lại một cường giả như anh được. Ngô Bình muốn đi thì họ cũng không dám ngăn cản anh nên đành dẫn Ngô Bình đến Linh Tê Đan Tông. Họ bay một lát thì Ngô Bình đã nhìn thấy một tòa kiến trúc nối liền cùng ruộng thuốc với diện tích lớn, dù đang bay trên cao nhưng anh vẫn ngửi thấu mùi dược liệu thơm nồng.
Anh sáng mắt lên nói, đây đều là dược liệu của Linh Tê Đan Tông à? Trưởng lão kia nói, vâng, dù sao chúng tôi cũng chuyện luyện đan mà nên phải có nhiều dược liệu chứ. Phía Linh Tê Đan Tông đã nhận được tin từ trước nên tông chủ đã đích thân ra đón. Tông chủ này là một ông lão có đôi mắt màu vàng, tu vi ở cấp đạo tổ. Ông ấy quan sát Ngô Bình rồi nói, xin hỏi tên của cậu. Ngô Bình, Lý Đức Tài. Ông lão mỉm cười nói, tôi là Chu Huyền cổ tông chủ của Linh Tê Đan Tông. Ngô Bình, chào tông chủ Chu, chắc ông cũng biết lý do tôi đến đây rồi, đã chuẩn bị xong tiền chưa? Chu Huyền cổ cười phá lên nói, có mỗi 1 tỷ tiền đạo thì có thấm vào đâu. Đại sư Lý là khách từ phương xa đến, xin mời vào trong ngồi uống chén trà. Ngô Bình đi theo Chu Huyền cổ vào một đại điện rộng lớn, có một bàn trà và 2 bộ đệm cói ở đây. 2 người ngồi xuống thì Chu Huyền cổ nói, đại sư Lý, cửa hàng mình bán đan dược do người khác luyện chế hay do chính đại sư làm vậy? Ngô Bình, đương nhiên không chỉ có 1 người luyện, tôi có người giúp nữa. Chu Huyền cổ, không biết sư phụ của đại sư là ai? Ngô Bình hỏi ông ấy, ông có biết đan tổ không? Chu Huyền cổ ngạc nhiên, sư phụ của đại sư là đan tổ ư? Ngô Bình, đúng thế. Chu Huyền cổ lập tức tỏ vẻ kính trọng, đan tổ đã biến mất nhiều năm, không ngờ vẫn có truyền nhân, đây đúng là diễm phúc của các thầy luyện đan trong thiên hạ. Ngô Bình thấy hơi lạ khi Chu Huyền cổ có vẻ rất ngưỡng mộ đan tổ nên hỏi, tông chủ đã gặp đan tổ rồi à? Chu Huyền cổ tỏ vẻ nuối tiếc chưa, nhưng truyền thừa của Linh Tê Đan Tông cúng tôi cũng tương tự với 1 phần trong truyền thừa của đan tổ, chúng tôi còn tôn người lên thành sư tổ của môn phái. Ngô Bình rất ngạc nhiên khi biết chuyện này, không ngờ Linh Tê Đan Tông lại có quan hệ với đan tổ. Chu Huyền cổ nói, đại sư Lý, trước đó chúng tôi đã đắc tội rồi. Thật ra chúng tôi không nhắm vào cậu đâu, trong ngành có 1 nguyên tắc bất thành văn là mỗi thầy luyện đan đều có địa bàn riêng của mình. Ví dụ như thành Tử Tinh chính là địa bàn của Linh Tê Đan Tông chúng tôi, trừ khi được chúng tôi cho phép, không thì không ai được bán đan dược ở đây. Ngô Bình, vì thế các người mới phá cửa của tôi à? Chu Huyền cổ xua tay, thật ra chúng ta đều biết rõ mà, thế giới này nói chuyện với nhau bằng thực lực, giờ cậu có thực lực mạnh, lại là truyền nhân của đan tổ nên đương nhiên Linh Tê Đan Tông sẽ nể mặt cậu. Chuyện trước đó đúng là chúng tôi sai. Ngô Bình cười nói, với thực lực của tông chủ thì không cần khách sáo với tôi mới phải. Chu Huyền cổ là một đạo tổ, thực lực cực mạnh. Còn Ngô Bình thoạt nhìn chỉ là một tu sĩ địa tiên thôi. Tuy anh đã thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng Linh Tê Đan Tông có nền móng vững chắc nên sẽ có nhiều tài năng để thi triển. Nếu không thì họ đã chẳng đứng vững đến tận hôm nay. Chu Huyền cổ nói, tôi kính trọng tài luyện đan của đại sư. Tôi đã xem đan dược của cậu rồi, trình độ luyện chế rất cao siêu, thậm chí còn hơn cả tôi. Thầy luyện đan chúng ta luôn kính trọng người giỏi hơn mình mà. Ngô Bình, gì thì tôi không dám nói, nhưng riêng về luyện đan thì tôi chỉ phục sư phụ mình thôi. Chu Huyền cổ cười nói, nhưng tiếc là người khác không biết trình độ của cậu. Ngô Bình, ý của tông chủ là tôi nên cho mọi người thấy tài năng của mình ư? Chu Huyền cổ nghiêm túc nói, đương nhiên, tuy đại sư là đại sư luyện đan cấp 5 sao, nhưng vẫn chưa có quan hiệu. Ngô Bình, quan hiệu ư? Chu Huyền cổ, quan hiệu dành cho thầy luyện đan trên cấp 5 sao, mà thầy luyện đan ở cấp này cực hiếm, cấp 6 sao còn ít hơn. Một thầy luyện đan có thể tiến vào cấp 6 sao thì có thể lưu lại con dấu của mình trên đan dược. Con dấu này có tên riêng nên được gọi là quan hiệu. Nghe xong là Ngô Bình hiểu ngay, là một thầy luyện đan nên anh biết lưu lại con dấu của mình trên đan dược thật ra là một cách tăng hiệu quả cho đan dược, cũng là cách bảo vệ cho nó. Đan dược có quan hiệu sẽ bán được với giá cao hơn. Thật ra, anh muốn có quan hiệu lâu rồi, nhưng danh tiếng của anh chưa đủ lớn nên chưa đủ tư cách sở hữu quan hiệu. Hiện giờ, Chu Huyền cổ nhắc đến chuyện này đúng như một lời cảnh tỉnh với anh. Anh nói, nhưng trước đó, tôi cần trở thành thầy luyện đan 6 sao đã. Chu Huyền cổ cười nói, Linh Tê Đan Tông có 1 hội quán luyện đan, hơn nữa cấp bậc còn cao nhất, đại sư có muốn thử không? Ngô Bình muốn nên nói ngay, được. Chu Huyền cổ cười nói, không vội, chúng ta cứ uống trà đã.
Nếu đại sư cần tôi giúp gì thì cứ nói, nhất định tôi sẽ cố hết sức. Ngô Bình bê tách trà lên nói, tông chủ Chu, tôi chỉ muốn bán đan dược kiếm chút tiền thôi. Chu Huyền Cổ, nếu chỉ có một mình cậu luyện đan bán thì sẽ chậm trễ việc tu luyện đấy. Ngô Bình cười nói, ông muốn nói gì? Chu Huyền Cổ, nếu đại sư tin tưởng Linh Tê Đan Tông thì sau này cứ giao đan dược của cậu cho chúng tôi bán. Đương nhiên việc bán đan dược cũng cần nhân viên và tiền của nên chúng tôi sẽ thu 20% tiền lãi. Ngô Bình, 20%, các người kiếm tiền ngon quá nhỉ. Chu Huyền Cổ, ngoài mặt thì cậu mất 20% lợi nhuận, nhưng thật ra cậu còn kiếm hơn bọn tôi. Ngô Bình, tôi kiếm kiểu gì? Chu Huyền Cổ, bán đan dược cần kỹ xảo nên cần nhiều nhân viên, ví dụ cậu bán khai khiếu đan với giá 100.000 thần long, nhưng nếu để chúng tôi bán thì ít cũng phải 150.000, thậm chí còn lên đến 200.000. Nhưng khi chỉ bán được với giá 150.000, sau khi chiết khấu cho chúng tôi 20% rồi thì cậu vẫn còn 120.000 về tay cơ mà. Ngô Bình, chúng ta mới gặp nhau lần đầu đã bàn chuyện hợp tác có phải sớm quá không? Chu Huyền Cổ cười nói, cho nên chúng ta có thể thử hợp tác trước, đại sư có thể để một ít đan dược lại Linh Tê Đan Tông, sau đó để chúng tôi bán. Một thời gian nữa, nếu đại sư thấy phù hợp thì chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác lâu dài. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, được, nhưng tôi cũng có cách bán riêng của mình. Chu Huyền Cổ, không sao, sau này đại sư có thể dùng danh tiếng của Linh Tê Đan Tông để bán đan dược. Nhưng bán đan dược cần kỹ xảo và quy định, nếu cậu tin thì tôi có thể giới thiệu cho cậu một đệ tử tư vấn. Ngô Bình, bán đan dược cũng cần kỹ xảo ư? Chu Huyền Cổ, đương nhiên, cùng một loại đan dược, nhưng cậu chỉ bán được với giá 100.000, còn tôi thì bán được 200.000. Ngô Bình gật đầu, được, cảm ơn. Chu Huyền Cổ gọi với ra ngoài, gọi chỉ U vào đây. Không lâu sau, có một cô gái đi vào. Cô ấy ăn mặc rất giản dị, nhưng dung nhan thì tuyệt sắc, khí chất cũng phi phàm. Chỉ U hành lễ, tông chủ. Chu Huyền Cổ, chỉ U, đây là đại sư luyện đan Lý Đức Tài, thuật luyện đan của cậu ấy còn cao siêu hơn tôi. Sau này, cô hãy đi theo để hỗ trợ cậu ấy trong việc kinh doanh. Chỉ U hành lễ với Ngô Bình, tham kiến đại sư. Ngô Bình, đừng đa lễ. Anh đang định mở thêm vài cửa hàng nên hỏi. Chỉ U, với tình hình ở tiên giới hiện giờ thì tôi mở thêm cửa hàng đan dược ở đâu thì hợp lý. Chỉ U, đương nhiên là ở nơi phồn vinh nhất, đế đô là sự lựa chọn hàng đầu. Nhưng muốn mở cửa hàng ở đó thì cần được cấp phép. Một trong những điều kiện để được cấp phép là phải có quan hiệu và có đại sư luyện đan chấn thủ. Ngô Bình, nếu thế thì cũng không khó. Chu Huyền Cổ cười nói. Nếu có đại sư quan hiệu chấn thủ thì Đại Thiên Tôn cũng phải nể mặt phần nào, vì thế việc mở cửa hàng cũng dễ hơn. Không chỉ thế, các thế lực lớn cũng phải lấy lòng cậu. Ngô Bình gật đầu, thế thì đơn giản. Chỉ U nói, tông chủ, hôm nay vừa hay là ngày diễn ra cuộc thi đan đạo được tổ chức 10 năm một lần của Linh Tê Đan Tông ta. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều tham gia, vừa hay đại sư Lý đang ở đây, hay hãy đến chỉ dẫn cho họ một chút. Chu Huyền Cổ hỏi, đại sư thấy sao ạ? Ngô Bình rất có hứng thú với trình độ luyện đan của Linh Tê Đan Tông nên đồng ý ngay, được. Sau đó, cả ba đã đứng dậy rồi đi tới nơi diễn ra cuộc thi. Lúc này, có 20 lò luyện đan ở đây, ngoài ra còn có 20 thầy luyện đan đang tập trung luyện chế đan dược, xung quanh là các đệ tử và trưởng lão vây xem. Trong số các thầy luyện đan này, người lớn tuổi thì tóc đã bạc trắng. Trẻ thì mới ở tuổi thiếu niên. Song họ không quan tâm đến tuổi tác và tu vi, mà chỉ so tài luyện đan thôi. Ngô Bình nhìn một lúc thì thấy có một thầy luyện đan nữ luyện chế ra được đan dược có chất lượng rất tốt, nhưng chưa giỏi khống chế lửa. Thấy khí tức trong lò ngày càng mạnh, mặt cô ấy lập tức hoang mang tột độ, không khỏi đưa mắt cầu cứu người xem. Nhưng chẳng có ai lên giúp, vì đây là một cuộc thi. Huồng hồ lò đan dược của cô ấy sắp nổ rồi nên không ai giúp gì được. Cô gái đầy vẻ hoang mang, chuẩn bị sẵn tinh thần từ bỏ lò đan dược này. Đột nhiên có một giọng nói vang lên bên tai cô ấy, đừng sợ, bỏ Hàn U Thảo vào lò đi rồi tăng lửa lên.
Cô gái sững người rồi nhìn trái ngó phải thì thấy có một người đàn ông lạ mặt rất tuấn tú đang mỉm cười với mình. Cô ấy cắn răng thử vì cũng không còn cách nào khác, vì thế đã làm theo lời Ngô Bình. Nhiệt độ trong lò lập tức giảm mạnh, lẽ ra các thầy luyện đan khác sẽ giảm nhiệt độ của lò tiếp, nhưng cô gái lại tăng nhiệt lên theo lời của người lạ mặt kia. Vài phút sau, giọng nói ấy lại vang lên, bỏ thêm quả hỏa linh vào. Cô gái tiếp tục làm theo, 15 phút sau khí tức điên cuồng sôi sục trong lò đã yếu hẳn, cô gái nhanh chóng lấy đan dược ra. Vù! Một tia sáng bay ra và được cô ấy bắt lấy, song tia sáng ấy quá mạnh nên ngón tay của cô gái đau nhói, còn tia sáng thì bay lên cao. Cô gái hô lên, chết rồi! Đúng lúc này, Ngộ Bình chợt xuất hiện trên không rồi ấn nhẹ một cái, luồng sáng kia đã dịu lại rồi ngưng tụ thành 4 viên đan dược nhất phẩm trên không. Anh đáp xuống trước mặt cô gái rồi đưa đan dược cho cô ấy, cô rất có thiên bẩm, nhưng thao tác hơi gấp gáp. Thầy luyện đan nữ kia biết chính Ngô Bình đã giúp mình nên vội hành lễ với anh cảm ơn. Đây là phi linh tiên đan, cực khó luyện chế, Lâm Nguyệt Kiều đã luyện chế thành công, hơn nữa thành phẩm còn là cấp nhất phẩm, siêu thật đấy. Ít nhất cũng phải là đại sư luyện đan 2 sao mới có thể luyện chế được đan dược này, nếu là nhất phẩm thì chắc chỉ thầy luyện đan 3 sao mới làm được nhỉ. Chu Huyền Cổ cười nói, đại sư Lý thật phi phàm. Ban nãy lò đan dược này đang nguy cấp, đến tôi cũng không biết phải làm thế nào. Thầy luyện đan nữ tên là Lâm Nguyệt Kiều tiến lên hành lễ, tông chủ, đây là đại sư Lý ạ. Chu Huyền Cổ, đại sư Lý đây là khách quý của chúng ta, một đại sư luyện đan cấp 5 sao. Đương nhiên thật ra trình độ của cậu ấy còn cao hơn, lát chúng tôi sẽ đến hội quán luyện đan kiểm tra. Lâm Nguyệt Kiều lập tức tỏ vẻ sùng bái với Ngô Bình, đại sư giỏi quá. Đã ở cấp 5 sao rồi mà vẫn đi kiểm tra, sau này chắc chắn anh sẽ có quan hiệu là đan vương đan thánh. Đại sư luyện đan trên cấp 5 sao đều có tên gọi riêng, 6 sao thì được gọi là đan tông, 7 sao thì là đại đan tông, 8 sao là đan vương, 9 sao là đan hoàng và 10 sao là đan thánh. Chu Huyền Cổ, nói chung là tiền đồ của cậu ấy sẽ vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Lúc này, các thầy luyện đan khác đều đã luyện đan xong. Chất lượng thành phẩm của mỗi người đều khác nhau. Ngô Bình nhìn một lát rồi nói, thầy luyện đan ở đây đều thao tác rất ổn, nhưng cách luyện đan thì hơi có vấn đề. Chu Huyền Cổ hỏi, đại sư có thể nói rõ hơn không? Ngô Bình mỉm cười nói, khi nào rảnh tôi sẽ nói kỹ. Chấm, Chu Huyền Cổ biết đây là điều bí mật trong ngành nên Ngô Bình không thể tùy tiện nói cho người khác biết, chỉ khi hai bên hợp tác vui vẻ thì anh mới có thể chia sẻ chút ít. Ông ấy cười nói, cũng được để lúc khác. Họ xem thêm 2 vòng thi nữa. Ngô Bình đã hết hứng nên nói, đến hội quan luyện đan thôi. Chu Huyền Cổ và Chỉ U cùng thầy luyện đan Lâm Nguyệt Kiều cùng Ngô Bình đến hội quán luyện đan. Hội quán này lớn hơn bên ngoài một chút, nó vốn là một cung điện, cửa điện có một tu sĩ đang ngồi. Thấy có người đến, tu sĩ ấy đứng dậy tiếp, tông chủ. Chu Huyền Cổ cười nói, anh Liễu, lại phiền anh rồi. Người được gọi là anh Liễu cười nói, đây là trách nhiệm của tôi, sao có thể coi là phiền phức được. Nếu ngày nào cũng có người tới kiểm tra thì càng tốt. Chu Huyền Cổ, đại sư Lý, đây là Liễu Chí Mưu, trước kia cũng là một đại sư luyện đan 5 sao, nhưng trong một lần luyện đã bị thương đến thần hồn đến giờ vẫn chưa khỏi. Mấy năm qua, ông ấy luôn ở đây trông coi hội quán. Liễu Chí Mưu vội xua tay, đừng nhắc chuyện năm đó nữa. Tất cả đều là số mệnh. Ngô Bình không hề thấy ngạc nhiên, vì có nhiều thầy luyện đan có thể luyện chế đan dược vượt phạm vi khống chế của mình. Uy lực của đan dược rất mạnh, nếu không khống chế tốt thì sẽ khiến mình bị thương ngay. Năm nào chẳng có thầy luyện đan chết vì nổ lò, còn có người bị trúng độc, điên dại hay vô tri. Anh nhìn Liễu Chí Mưu rồi hỏi, có phải ông luyện chế Thánh Vương đan không? Liễu Chí Mưu biến sắc mặt rồi hỏi, sao cậu biết? Ngô Bình, Thánh Vương đan là một loại đan dược cổ, sau khi uống vào có thể đột phá thẳng lên Thánh Vương. Nhưng đến Đại Thánh cũng không dám luyện chế loại đan dược bá đạo này mà ông lại dám thử. Thứ cho tôi nói thẳng, ông sống được đến giờ là kỳ tích đấy. Liễu Chí Mưu thở dài nói, lúc đó, tôi còn trẻ nên bồng bột, cũng đáng đời. Ngô Bình,
nhưng chứng tỏ ông đã gom đủ dược liệu để luyện chế Thánh Vương Đan rồi đúng không? Liễu Chí Ngưu gật đầu, ừ, tôi tình cờ gom đủ dược liệu ở một nơi thần bí, không thì sao dám luyện chế đan dược ấy. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có thể chữa khỏi vết thương của ông, nhưng ông phải đưa các dược liệu ấy cho tôi. Không lâu nữa, Ngô Bình sẽ đột phá lên cảnh giới Thánh Vương, nếu có Thánh Vương Đan hỗ trợ thì anh sẽ đột phá thuận lợi hơn. Hơn nữa, dù anh không dùng được thì cũng có thể để người nhà dùng. Liễu Chí Ngưu chấn động hỏi, cậu chữa khỏi được cho tôi ư? Nhiều năm qua, vì bị thương nên ông ấy không thể luyện đan và phải lưu lạc đến đây làm gác cửa. Một đại sư luyện đan năm sao từng đứng trên đỉnh cao mà giờ lại chịu cảnh bị kẻ khác chê cười. Ngô Bình gật đầu, ừ, tôi chữa được. Liễu Chí Ngưu hít sâu nói, đại sư Lý, chỉ cần cậu chữa khỏi vết thương cho tôi thì cậu cần gì, tôi cũng cho cậu hết. Ông ấy đã chịu đủ cảnh sống không bằng chết này rồi, thậm chí có vài năm ông ấy đã muốn tự kết liễu đời mình, dẫu sao tu vi cũng không tăng được nữa, cũng không thể luyện đan thì sống làm gì. Người vợ xưa cũng bỏ ông ấy mà đi, những người từng theo đuôi ông ấy cũng khinh ông ấy là đồ vô dụng, sự đối lập này khiến ông ấy vô cùng đau khổ. Vì thế, khi nghe thấy Ngô Bình có thể chữa khỏi vết thương cho mình, Liễu Chí Ngưu đã hào hứng hẳn lên và đồng ý ngay. Ngô Bình cười nói, chắc chưa, nhớ tôi muốn ông làm tùy tùng cho tôi thì sao? Liễu Chí Ngưu nghiêm túc nói, tông chủ kính trọng cậu như vậy, chứng tỏ tài luyện đan của cậu rất cao siêu. Được đi theo cậu chính là diễm phúc của tôi. Chu Huyền Cổ cũng bất ngờ, ông ấy không nghĩ Ngô Bình còn biết chữa bệnh cứu người, hơn nữa còn là vết thương khó trị như của Liễu Chí Ngưu. Ngày xưa, khi vừa có tiền vừa có quyền, Liễu Chí Ngưu đã tìm đến bao tiên y mà vẫn vô dụng. Nếu Ngô Bình có thể chữa khỏi thì chứng tỏ y thuật của anh rất cao thâm, ít cũng sánh ngang với y tiên. Ông ấy cười nói, đại sư Lý, nếu cậu có thể chữa khỏi cho anh Liễu đây thì tốt quá rồi. Anh Liễu từng là đại sư luyện đan năm sao, nếu được cậu chỉ dẫn thêm thì sau này kiểu gì cũng nhận được quan hiệu. Chỉ u, vết thương của Liễu tiên sinh khó trị là bởi thần hồn đã bị đan khí đả thương, hơn nữa đan khí ấy vẫn ở trong người tiên sinh. Muốn loại bỏ nó thì cần có trình độ luyện đan cực cao. Ngô Bình gật đầu, xem ra cô cũng là người trong ngành nhỉ. Đúng thế, ông ấy bị thương bởi đan khí, hơn nữa đan khí này còn rất mạnh. Do chất lượng của Thánh Vương đan quá cao, ngoài ra còn có linh tính nên đan khí cũng có ý thức riêng. Nó rất gian xảo, muốn loại bỏ không hề dễ chút nào. Nghe thấy thế, tim Liễu Chí Ngưu đập thình thịch, đại sư Lý, cậu có chữa được không? Ngô Bình, chỉ cần áp chế được đan khí này thì có thể xử lý được nó, như vậy thì ông chẳng những khôi phục lại tu vi, mà sau đó còn dùng được đan khí. Tuy nó chưa có hiệu quả như Thánh Vương Đan, nhưng cũng có 1/10 tác dụng đấy. Liễu Chí Ngưu mừng rỡ, 1/10 ư. Ông ấy biết rõ, dù chỉ ngày ấy thôi thì cũng khiến mình lột xác rồi. Ngô Bình cười nói, đúng thế, cũng có thể nhiều hơn một chút. Sau đó anh hỏi, ngày xưa, có bao nhiêu đan khí chui vào người ông? Liễu Chí Ngưu, 6, 2 cái chui vào người, 4 cái khác thì đã bị tôi phong ấn rồi. Ngô Bình sáng mắt lên, bị ông phong ấn ư, ở đâu thế? Liễu Chí Ngưu nói, một chiếc đỉnh ngọc, đó là bảo vật mà Ngọc Đỉnh Đạo Tôn khi xưa để lại. Những đan khí này cũng có chút tác dụng, không thể lãng phí. Liễu Chí Ngưu nói, tôi lập tức đi lấy đỉnh ngọc. Ngô Bình khua khua tay, không cần sốt ruột, tôi kiểm tra trước đã, về sau lại chữa trị cho ông. Được, Liễu Chí Ngưu vội nói. Anh đi vào đại điện, Liễu Chí Ngưu nói, thầy luyện đan Lý, phải chăng muốn tiến hành kiểm tra đan tông 6 sao? Ngô Bình ngẫm nghĩ, nói kiểm tra đan vương 8 sao trước đã. Ánh mắt Liễu Chí Ngưu sáng lên, được. Bên cạnh xuất hiện một tờ đan phổ, bên trên có 8 loại đan dược, mỗi một loại đều rất khó luyện chế, hơn nữa càng về sau, độ khó lại càng cao. Liễu Chí Ngưu, thầy luyện đan Lý, chỉ cần có thể luyện chế 5 loại đan dược bất kỳ trong đó là có thể trở thành đan vương 8 sao. Ngô Bình, ừ, vậy thì bắt đầu đi. Liễu Chí Ngưu, mời. Liễu Chí Ngưu đi vào trong cánh cửa bên cạnh. Lấy dược liệu cần để luyện chế đan dược đầu tiên ra giao cho Ngô Bình. Đồng thời,
Ngô Bình còn có thể lựa chọn 10 lò luyện đan ở đây. Thoáng chốc, luyện đan đã bắt đầu, loại đan dược đầu tiên không có khó khăn gì, sau khi mở lò, là đan dược cấp truyền kỳ. Liễu Chí Ngưu vô cùng phấn khởi, nói, đan dược truyền kỳ. Rất lâu rồi chưa nghe nói có người nào luyện chế ra đan dược này, thầy luyện đan lý quả thật bất phàm. Ngô Bình lại luyện chế lò thứ hai, nếu như lò thứ nhất không luyện chế thành công, anh sẽ không có tư cách luyện chế lò thứ hai. Lò thứ hai vẫn là đan dược truyền kỳ, Chu Huyền Cổ vừa giật mình vừa hâm mộ, ông ấy thầm quyết tâm, nhất định phải kéo Ngô Bình vào linh tê đan tông của ông ấy. Ngô Bình tốn một ngày luyện chế thành công toàn bộ 8 loại đan dược, trong đó có 4 loại đạt tới cấp truyền kỳ, 4 loại đạt tới đế phẩm. Luyện chế đan dược xong, Liễu Chí Ngưu cười nói, đan vương Lý, cậu đã đạt đến yêu cầu của đan vương nhất phẩm, đây là cấp bậc cao nhất trong đan vương. Ngô Bình hỏi, bình thường những thầy luyện đan kia lấy tên như thế nào? Không giống nhau, Chu Huyền Cổ nói, có người dùng họ của mình, có người dùng tên của mình, có người dùng đạo hào, cũng có người dùng tên của người nhà mình. Ngô Bình gật đầu, tôi chữa trị cho thầy luyện đan Liễu trước đã. Liễu Chí Ngưu nói, làm phiền thầy luyện đan Lý rồi, nhà tôi cách nơi này không xa, mời thầy luyện đan Lý đến phủ ngồi một lát. Ngô Bình tạm biệt Chu Huyền Cổ, đi đến nhà Liễu Chí Ngưu. Nhà của Liễu Chí Ngưu này nằm trong một thành thị tầm trung của Đại Thế Giới Trung ương, tên là Phạm Thành. Năm đó Liễu Chí Ngưu là đại sư luyện đan năm sao, mặc dù đã sa sút, nhưng gốc rễ vẫn rất sâu, ở trong nhà cao cửa rộng, nô bộc thành đàn. Đi vào phòng khách ngồi xuống, Liễu Chí Ngưu nói, phòng nhỏ đơn sơ, để thầy luyện đan Lý chê cười rồi. Ngô Bình, năm đó ông là đại sư luyện đan năm sao, ai dám nói ông keo kiệt. Liễu Chí Ngưu khẽ thở dài, từ sau khi tôi bị thương, gần như thành người tàn phế, vợ rời bỏ tôi, con trai sửa họ, nhận một người xa lạ là bố. Ngô Bình nhíu mày, vợ trước của thầy luyện đan Liễu là. Liễu Chí Ngưu, con gái của thành chủ Phạm Thành, khi tôi vẫn là đại sư luyện đan năm sao, bọn họ kính tôi. Khi tôi không còn là thầy luyện đan năm sao, bọn họ vứt bỏ tôi như vứt một chiếc giày rách. Ngô Bình có thể cảm nhận được, Liễu Chí Ngưu này vô cùng uất ức, anh cười nói, đều đã qua rồi, ông sẽ khôi phục thân phận đại sư luyện đan năm sao nhanh thôi, hơn nữa còn sẽ vượt qua lúc trước. Liễu Chí Ngưu đứng dậy, cúi thấp người với Ngô Bình, thầy luyện đan Lý, cảm ơn. Ơn nghĩa của cậu, cả đời Liễu Mỗ khắc ghi trong lòng. Ngô Bình, không nói chuyện phiếm nữa, bây giờ tôi bắt đầu chữa trị cho ông mang đỉnh ngọc kia tới đây đi. Liễu Chí Ngưu lấy ra một chiếc đỉnh ngọc, Ngô Bình vỗ một cái lên trên đỉnh, trong đó lập tức bay ra 4 luồng đan khí, vô cùng ngang tàng. Ngô Bình đan hai tay lại, 4 luồng đan khí lập tức ngoan ngoãn, sau đó anh tung trưởng đánh chúng lên trên đỉnh đầu Liễu Chí Ngưu. Liễu Chí Ngưu lấy làm khiếp sợ, thầy luyện đan Lý. Ngô Bình thản nhiên nói, không cần hoảng hốt, chỉ là 2 luồng đan khí âm dương bị mất cân đối, tạo thành tổn thương cho ông. Nhưng nếu đồng thời hấp thu 6 luồng đan khí, trái lại có thể khiến âm dương hòa hợp, nâng cao tu vi của ông. Dứt lời, anh đặt một tay lên đỉnh đầu Liễu Chí Ngưu, dưới sự trấn áp thánh vực của anh, vậy mà 6 luồng đan khí lại hợp làm một, hóa thành đan dược. Sau đó, sức mạnh của đan dược phóng thích ra. Bắt đầu cải tạo thân thể Liễu Chí Ngưu. Chỉ chốc lát, khí tức của Liễu Chí Ngưu tăng mạnh, thần hồn bị thương không chỉ hoàn toàn khôi phục, mà còn vượt qua lúc trước. Sau 6 tiếng, Ngô Bình buông tay, cười nói, ông tu luyện đi, tôi ở ngoài chờ ông. Liễu Chí Ngưu biết đây là cơ hội hiếm gặp, lập tức dốc sức tu luyện, đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Khi Ngô Bình đi ra, cũng cầm chiếc đỉnh ngọc kia ra theo. Anh phát hiện, trong đỉnh ngọc này cất giấu một không gian rất lớn, thế là rót thần niệm vào trong đó. Trong đỉnh ngọc bố trí cấm chế dày đặc, ngay cả Liễu Chí Ngưu cũng không phá được. Nhưng mà, thủ đoạn của Ngô Bình vượt xa ông ấy, chưa đầy nửa canh giờ, cấm chế đều đã bị phá, hai mắt anh tỏa sáng, tiến vào trong một thế giới rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra, trong thế giới này có một mảnh lại một mảnh ruộng thuốc, nhiều không kể xiết. Anh lập tức nói, lão dược. Tiếng nói của lão dược vang lên, chủ nhân. Lão dược, ông thấy những ruộng thuốc này rồi chứ?
ông có thể luyện hóa chiếc đỉnh ngọc này không? Lão Dược, đương nhiên có thể, chỉ cần chủ nhân giúp đỡ. Nếu tôi có thể luyện hóa đỉnh này, nắm giữ nhiều ruộng thuốc như vậy, sẽ có thể trực tiếp thăng thành dược giới. Ngô Bình, dược giới có bao nhiêu cấp? Lão Dược, dược giới, từ cấp 1 đến cấp 60, luyện hóa đỉnh này, ít nhất tôi cũng có thể đạt đến dược giới cấp 20. Ngô Bình, trở về, tôi giúp ông luyện hóa nó. Đảo mắt đã tới ngày hôm sau, Liễu Chí Ngưu đẩy cửa ra ngoài, đầu tiên cúi thấp người thi lễ với Ngô Bình, tiên sinh, tôi đã khôi phục rồi, hơn nữa tu vi cũng tăng lên. Ngô Bình gật đầu, rất tốt, có chuyện muốn bàn bạc với ông, đỉnh ngọc này của ông có chút công dụng với tôi, hy vọng có thể mua lại từ trong tay ông. Liễu Chí Ngưu, tiên sinh cần thì cứ lấy, nếu nói chuyện tiền bạc, vậy thì coi thường Liễu tôi rồi. Ngô Bình gật đầu, thôi được, tôi không khách sáo nữa. Bây giờ ông vừa khôi phục tu vi, chắc hẳn có rất nhiều chuyện phải làm. Tôi đến Linh Tê Đan Tông chờ ông. Liễu Chí Ngưu nói, thưa cậu, xin ở lại trong nhà thêm 2 ngày, tôi muốn con trai tôi bái kiến cậu. Ngô Bình biết, ông ấy muốn đi giành lại con trai mình, gật đầu nói, cũng được, tôi chờ tin tức của ông. Bây giờ Liễu Chí Ngưu đã khôi phục tu vi đạo quân, hơn nữa mượn sức mạnh của Thánh Vương Đan, tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới của Đại Đạo Quân. Phải biết, lúc trước thần hồn của ông ấy bị thương, tu vi miễn cưỡng đạt đến thần tiên cảnh. Bây giờ vừa khôi phục thực lực thì đã khác trước một trời một vực. Liễu Chí Ngưu cưỡi tiên quang bay về phía nhà thành chủ. Bây giờ, vợ trước Phạm Xuân Lê và con trai của ông ấy đang ở trong viện, dùng cơm với người chồng hiện giờ. Bỗng nhiên, một bóng người đáp xuống, chính là Liễu Chí Ngưu. Nhìn thấy Liễu Chí Ngưu, sắc mặt Phạm Xuân Lê lập tức trở nên khó coi, tức giận nói, ông tới làm gì? Đối với người chồng trước này, trong lòng bà ta tràn đầy chán ghét. Lúc trước, bà ta lựa chọn gả cho ông ấy chỉ vì ông ấy là đại sư luyện đan năm sao, có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Phạm. Nhưng bây giờ, ông ấy có cái gì? Tu vi không bằng thần tiên, luyện đan cũng không thể, chỉ có thể chạy tới hội quán thầy luyện đan trông cửa. Phế vật như vậy, Phạm Xuân Lê bà ta không muốn qua lại chút nào. Liễu Chí Ngưu thản nhiên nói, tôi đến mang con tôi đi. Nói xong, ông ấy nhìn về phía thiếu niên mười mấy tuổi kia, nói, danh nhi, đi theo bố. Ở nhà họ Phạm thiếu niên này được ăn ngon mặc đẹp, nhưng trong lòng cậu ta vẫn luôn nhớ tới bố mình, bây giờ thấy vậy thì không chút do dự đứng ở bên cạnh Kiều Chí Ngưu, cười nói, bố, con vẫn luôn chờ bố đến đón con trở về đấy. Người thiếu niên nghiêm mặt nói, mẹ, con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo. Bố con rốt cuộc cũng là bố của con, cho dù nghèo khổ hay giàu sang, danh giá hay tầm thường, con cũng không thể bỏ mặc ông ấy. Cho dù ông ấy trở thành người bình thường, Liễu danh con cũng sẽ nuôi ông ấy đến già, làm ma chay cho ông ấy. Người đàn ông đó đột nhiên vỗ xuống bàn một cái, lạnh lùng nói, được, vậy sau này con không cần phải quay về đây nữa. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên xuất hiện, chính là bố của Phạm Xuân Lê, bố vợ trước đây của Liễu Chí Ngưu. Người đàn ông trung niên dường như đã biết chuyện ở đây, ông nhẹ nhàng nói, danh nhi, ở chỗ ông ngoại, việc cơm áo con không cần phải lo, sau này cũng có thể có tiền đồ tốt. Nếu như hôm nay con đi cùng người kia thì chắc chắn sẽ hối hận. Người thiếu niên nói, ông ngoại, ông vẫn mãi là ông ngoại của danh nhi. Chỉ là hôm nay danh nhi buộc phải đi rồi. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, liên tục lắc đầu. Liễu Chí Ngưu nghe thấy những lời nói của con trai thì vô cùng vui mừng, ông ấy cười lớn, danh nhi, trước đây bố từng nói với con thế nào? Nếu như bố không khôi phục được tu vi thì sẽ không đến tìm con. Lời này vừa nói ra, Phạm Xuân Lê ngây cả người, bà ta hỏi, cái gì, ông khôi phục lại tu vi rồi? Liễu Chí Ngưu bỗng phả ra khí tức đại đạo quân, nhẹ nhàng nói, không chỉ khôi phục lại tu vi, mà còn nâng lên một cấp, tôi đã là đại đạo quân rồi. Người thiếu niên mừng rỡ, hai mắt sáng lên, bố, vậy bố cũng có thể luyện đan, lại trở thành đại sư luyện đan năm sao ạ? Liễu Chí Ngưu cười nói, danh nhi, bây giờ có lẽ bố đạt trình độ của đan tông 6 sao, mấy ngày nữa sẽ đi thử nghiệm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Sao ông ấy lại đột nhiên khôi phục lại được?
Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi rồi nói, Chí Mưu, hôm nay ông đến, chẳng lẽ là muốn sỉ nhục chúng tôi? Liễu Chí Mưu, ông nghĩ nhiều rồi. Tôi đến chỉ là muốn đưa Danh Nhi đi. Giữa chúng ta sớm đã không còn liên quan gì nữa. Tôi không có thời gian sỉ nhục mấy người. Nói xong, ông ấy dẫn theo con trai, độn quang rời khỏi đây. Phạm Xuân Lê dường như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng việc đã đến nước này, không thể nào cứu vãn được nữa. Bà ta nhìn người chồng hiện tại, người này làm việc bên cạnh bố cô, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác chán ghét với hắn. Lại nói về chuyện Ngô Bình tới Linh Tê Đan Tông thì đã kêu thầy luyện đan con rối tiếp tục luyện đan, đồng thời giúp lão dược luyện hóa ngọc đỉnh, thuận lợi thu được dược liệu trong đó. Bây giờ lão dược có thể cung cấp đủ dược liệu để anh luyện đan, trong vài ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã giao cho Chu Huyền Cổ hàng loạt đan dược, sau đó sẽ được bán bởi Linh Tê Đan Tông. Liễu Chí Ngưu cũng đã đến đây, ông ấy sẵn lòng tôn Ngô Bình làm chủ, từ nay về sau, hầu hạ ở bên cạnh. Ngô Bình đang định đến đế đô mở một cửa hàng đan dược, có Liễu Chí Ngưu này chấn giữ ở đó, vậy thì còn gì bằng. Thế là anh tạm biệt Chu Huyền Cổ, mang theo Chỉ U và cha con Liễu Chí Ngưu đi đến thành phố phồn hoa nhất của đại thế giới trung ương, đế đô. Đế đô là nơi mà đại thiên tôn sinh sống, cũng là chỗ ở của tiên đình, người có thể định cư ở đế đô không giàu thì địa vị cao quý, không có ai là đơn giản cả. Từ trên không trung nhìn xuống, đế đô tạo thành bởi tổ hợp vô số thời không, nó nhìn có vẻ không lớn lắm, nhưng thực ra bên trong rộng lớn phức tạp vô cùng, có khi phía sau một căn nhà lại ẩn giấu một đại thế giới. Vì vậy ở đế đô không thể xem thường bất kỳ hộ gia đình nào, có thể phía sau cổng che lại là một tông môn. Bên trong đế đô, trên đường lớn gặp bất kỳ một người nào đó, tu vi cũng sẽ không quá yếu, chân tiên, thần tiên, nhìn thấy khắp nơi. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ đến từ khuyên giới khác, nhân tài ẩn giật, cao thủ nhiều như mây. Ngô Bình vừa liếc mắt đã nhìn thấy một tòa lầu các lơ lửng giữa không trung, thương nhân đang buôn bán pháp khí. Làm như này, cửa hàng lơ lửng trên không vô cùng bắt mắt, như giá cả cũng rất cao, không phải là nơi mà thương nhân bình thường có thể mua được. Trước đây Liễu Chí Ngưu từng đến đế đô rất nhiều lần, cũng biết khá nhiều, ông ấy nói, thưa cậu, cửa hàng lơ lửng trên không như này, giá cả đều rất cao, tiền thuê 1 tỷ đạo tệ trở lên. Ngô Bình hỏi, có thể mua không? Liễu Chí Ngưu, bình thường không bán, đa số là cho thuê. Ngô Bình gật đầu, vậy lên nói chuyện với ông chủ. Ông chủ ngồi ở đó với vẻ phóng khoáng, mỗi bên trái phải đều có người đẹp hầu hạ, ông ta liếc nhìn Ngô Bình một cái rồi nhẹ nhàng nói, tiền thuê 1 năm là 1,5 tỷ, mỗi lần đóng 3 năm. Ngô Bình ngẩn cả người, 1 năm 1,5 tỷ, còn phải nộp 3 năm 1, đây có khác gì cướp đâu. Nhưng anh cũng hiểu vì sao cửa hàng này cứ mãi chẳng có ai thuê, 4,5 tỷ cũng không phải là số tiền mà ai cũng có thể gánh được. Phải biết rằng, đạo tệ là bùa chú mà tu sĩ cấp đạo quân tạo ra. Lấy một đạo quân bình thường làm ví dụ, cho dù tạo đạo tệ liên tục không ngừng nghỉ thì 1 năm tạo ra được nhiều nhất 100 triệu đạo tệ. 4,5 tỷ đạo tệ, tương đương với giá trị mà một đạo quân tạo ra trong 45 năm làm việc không kể ngày đêm không ăn không uống không ngủ nghỉ. Ngô Bình mỉm cười, sau 3 năm thì sao? Ông chủ cười ha hả, sau 3 năm, xem giá cả thị trường. Có thể tăng giá, nhưng sẽ không hạ giá. Ngô Bình, thế này đi, 1 năm 1,5 tỷ, tôi thuê 5 năm, 7,5 tỷ đạo tệ thanh toán một lần. Ông chủ có chút bất ngờ, ông ta gật gật đầu rồi nói, được, vậy chúng ta ký thỏa thuận đi. Ông ta lấy ra một tờ giấy, Ngô Bình xem không thấy có vấn đề gì liền in dấu vân tay và ký tên lên đó. Ông chủ cũng ký tên như vậy, đồng thời... Ngô Bình cũng thanh toán luôn 7,5 tỷ đạo tệ cho ông ta. Thuê xong cửa hàng, Ngô Bình và Liễu Chí Ngưu, Chỉ U bắt tay vào việc sửa lại cửa hàng. Cửa hàng này gồm có nhà kho, vườn hoa, phòng khách, các phòng lớn nhỏ có hơn 500 gian, diện tích khá lớn. Với lại còn có thể cất giữ động thiên, thậm chí còn có thể dùng làm lối vào của một đại thế giới nào đó. Những người này đều có bản lĩnh cao cường. Trong chốc lát đã sửa sang xong cửa hàng. Thu dọn ổn thỏa, Ngô Bình bèn gọi Đào Như Tuyết và hơn 100 tên thuộc tới đây. Dù sao Chỉ U cũng là người ngoài,
quản sổ sách gì đó vẫn phải giao cho Đào Như Tuyết. Nhìn thấy cửa hàng rộng lớn như này, Đào Như Tuyết cười nói, nơi này thật sự ổn đấy. Ngô Bình trong đại sảnh cất tiếng nói, ngày mai cửa hàng khai trương, các vị có kiến nghị gì không? Liễu Chí Mưu nói, công tử là đan vương đương thời, chuyện này có thể truyền bá rộng rãi một chút thông qua mạng tiên. Chỉ U gật đầu, đúng vậy, đan vương nhất phẩm, tiên giới chỉ có một mình công tử. Mặt khác, chúng ta cũng phải mời một vài người có danh tiếng tham gia lễ khai trương. Ngô Bình sờ sờ cằm, mời khách sao? Người như thế nào mới tính là có danh tiếng? Chỉ U, ví dụ như, quan lớn nhất phẩm của tiên đình thì tính là nhân vật tai to mặt lớn có danh tiếng. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, vương mẫu có tính không? Chỉ U ngẩn cả người, vương mẫu, tất nhiên là nhân vật siêu nổi tiếng rồi. Anh dừng một lúc rồi lại nói, thiên soái cũng có thể mời tới. Chỉ U và Liễu Chí Mưu nhìn nhau, hai người họ đều nhìn thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Công tử còn biết thiên soái sao? Đó đương nhiên cũng là nhân vật lớn. Ngô Bình nói, khai trương có thể lùi lại vài ngày, tôi phải suy nghĩ thật kỹ, ngẫm xem phải mời những người nào. Mấy người Ngô Bình đang bàn bạc chuyện khai trương cũng như chiến lược kinh doanh thì đột nhiên có một đám người xông vào, một tên mập mặt đen lạnh lùng hỏi, các người là ai? Sao lại ở trong cửa hàng của tôi? Ngô Bình giật mình, hỏi, anh nói đây là cửa hàng của anh sao? Tên mập mặt đen cười nhạt, nhảm nhí, đương nhiên là của tôi rồi. Đây là giấy tờ nhà. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra một tờ giấy màu vàng kim. Ngô Bình nhìn lướt qua, đúng thật là giấy tờ nhà. Anh lập tức hiểu ra mình đã bị người ta lừa. Chỉ U cũng hiểu ra, nói, công tử, e rằng chúng ta đã bị người ta lừa rồi. Ngô Bình nói, trước đây tôi đã ký hợp đồng thuê với người ta, hắn ta cũng lấy giấy tờ nhà ra, giờ anh cũng có một bản giấy tờ nhà, rốt cuộc ai trong các anh mới là chủ nhà đây? Chắc không phải hợp tác với nhau lừa tôi đấy chứ? Liễu Chí Mưu nói, tôi nghe nói đế đô có một nhóm người chuyên dùng cách này để lừa người khác, chắc chắn người trước đó cùng một bọn với hắn ta. Trên giấy tờ đất của đế đô có con dấu riêng, vốn không thể nào làm giả được. Tên mập mặt đen tối sầm mặt, tôi là kẻ lừa đảo sao? Anh có bằng chứng không? Bây giờ hãy cút ra khỏi cửa hàng của tôi ngay, nếu không cậu đây sẽ báo quan đấy. Nếu để quan sai đến thì các người đều sẽ phải ngồi tù. Ngô Bình cười, thật không ngờ ở đế đô tiên đình mà cũng có thể gặp phải chuyện này, thú vị. Tên mập mặt đen sờ bụng, cười lạnh lùng, nói, bớt nói nhảm với cậu đây đi, cút. Quỳ xuống. Ngô Bình ra lệnh, tên mập mặt đen quỳ xuống cái thịt, những người đi theo hắn ta cũng quỳ hết xuống, mặt ai nấy cũng hoảng sợ. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, có phải người lừa tiền thuê nhà của tôi trước đây cùng một phe với anh không? Tên mập gật đầu, đúng vậy, chúng tôi cùng một phe. Ngô Bình hỏi, anh nắm giữ bao nhiêu của hàng? Tên mập mặt đen ngoan ngoãn trả lời, 6 của hàng. Ngô Bình lại hỏi, đều là loại lơ lửng trên không trung sao? Đúng vậy, tên mập mặt đen đáp. Ngô Bình, bây giờ anh hãy bán hết 6 cửa hàng đó cho tôi, tổng tiền 7 tỷ 500 triệu. Số tiền này tôi đã trả cho anh rồi. Cơ thể của tên mập mặt đen không nghe theo ý chủ mà ngoan ngoãn cầm giấy tờ nhà ra, thực hiện giao dịch với Ngô Bình, bán hết tất cả 6 cửa hàng đó cho anh. Sau khi ký tên, Ngô Bình gật đầu, nói các anh hãy tìm chỗ nào không có người rồi tự kết liễu đi. Đám người đó hoảng sợ, muốn nói nhưng lại không nói được, ai cũng đứng dậy một cách vô tri rồi quay đầu đi ra ngoài. Họ đến bên một hồ nước hoang vu, lần lượt tự sát. Trước khi chết, họ cố hết sức kháng cự nhưng hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể mình, dường như có một bàn tay vô hình đang điều khiển họ. Liễu Chí Mưu, sau lưng những người thế này luôn có thế lực rất mạnh làm chỗ dựa, e rằng chuyện này chưa kết thúc. Ngô Bình lạnh lùng đáp, chưa xong mới hay. Tiếp theo sau càng có nhiều người xuất hiện thì càng kiếm được nhiều cửa hàng, dám ức hiếp tôi, he he, tôi cho họ hối hận không kịp. Đào Như Tuyết, đế đô ở đây cũng không khác mấy với bên dưới, đều là người có quyền thế ức hiếp người không có quyền thế. Thế giới rộng lớn, đâu đâu cũng vậy, Ngô Bình nói, Như Tuyết, đi thôi, chúng ta đến 5 cửa hàng còn lại xem thử.
Thế là anh dắt theo Đào Như Tuyết đến cửa hàng thứ hai của tên mập mặt đen, diện tích của cửa hàng thứ hai rộng hơn, đã có người thuê lại chỗ đó rồi, đối phương đang buôn bán dược liệu. Tiểu nhị nhìn thấy Ngô Bình và Đào Như Tuyết đến thì cười, nói, hai vị muốn mua dược liệu gì? Ngô Bình nói, tôi là chủ nhân mới của cửa hàng, sau này tiền thuê của các anh sẽ nộp cho tôi. Tiểu nhị ngây ra, hắn ta không dám làm chủ những chuyện lớn thế này nên nói, xin hai vị đợi chút, để tôi đi mời ông chủ của chúng tôi. Hắn ta đi vào trong, một lát sau, một người đàn ông trung niên bước ra, chắp tay chào Ngô Bình, tôi là ông chủ ở đây, nghe nói anh là chủ nhà mới sao? Sao tôi không nghe nói? Ngô Bình cầm giấy tờ nhà ra, nói, mới mua thôi, không biết ông thuê cửa hàng này bao lâu. Ông chủ thấy giấy tờ là thật thì vội cười xòa, nói, thì ra là chủ nhà mới. Còn 2 tháng rưỡi nữa là hết hợp đồng đã ký. Ông ta vừa nói vừa lấy hợp đồng thuê cũ ra cho Ngô Bình xem. Ngô Bình phát hiện tiền cho thuê cửa hàng này mỗi năm là 1 tỷ 200 triệu, thời hạn 2 năm, giờ đã sắp đến hạn rồi. Ngô Bình nói, tôi có thể tiếp tục cho ông thuê cửa hàng với giá cũ. Ông chủ nghe không tăng giá thì rất vui mừng, nói, vâng, vâng, tôi là khách thuê quen chỗ này, hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác. Ngô Bình dạo một vòng trong cửa hàng dược liệu của ông ta thì phát hiện phần lớn dược liệu ở đây đều sinh trưởng bên ngoài khuyên giới, chuyện này làm anh rất bất ngờ. Đến cũng đã đến rồi nên anh nhân tiện mua một ít dược liệu về luyện đan. Thế là anh đi thăm hết 5 cửa hàng trong một ngày, có 4 cửa hàng đã cho thuê, còn một cửa hàng vẫn chưa có người thuê. Tiền thuê mỗi năm của 4 cửa hàng lên đến 5 tỷ 200 triệu tiền đảo. Hai người họ quay về cửa hàng đan dược thì thấy có mấy người đang ngồi trong sảnh lớn, Liễu Chí Mưu và Chỉ U ngồi đối diện, hai bên đang nói chuyện với nhau. Một tu sĩ nam chọc đầu hạ giọng nói, cửa hàng là của nhà họ Ngân chúng tôi, chữ ký của các người vô hiệu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tam Công Tử, nếu như điều tra ra có liên quan đến các người thì các người đừng mong trốn được. Ai mà lại dám ở cửa hàng của tôi phách lối thế? Ngô Bình và Đào Như Tuyết bước vào. Tu sĩ nam chọc đầu cười lạnh lùng, anh chính là người mua cửa hàng đó sao? Là tôi, Ngô Bình nói, bây giờ 6 cửa hàng đều là của tôi. Còn về chuyện Tam thiếu gia gì đó của các anh làm sao mà chết thì không liên quan gì đến tôi cả, dù cho hắn ta có chết 1 vạn lần thì giao dịch cũng đã kết thúc. Bốp! Tu sĩ chọc đầu đập bàn, lên giọng nói, anh có biết nhà họ Ngân là thế lực ra sao không? Ngô Bình cười lạnh lùng, tôi chỉ biết nếu như anh đập vỡ bàn của tôi thì nhất định phải đền tiền. Tu sĩ chọc đầu cười he he, ngon đấy, hy vọng anh sẽ không phải hối hận, chúng ta đi thôi. Hắn ta nói xong thì cả đám người cùng đứng dậy và rời khỏi cửa hàng. Ngô Bình nhìn đám người đó rời đi thì lạnh lùng nói, tối nay có kịch hay xem rồi. Chỉ U, công tử, tôi biết chút ít về tình hình của nhà họ Ngân. Nhà họ Ngân đã sống mấy chục đời ở tiên giới, thế lực thâm sâu, trong nhà có rất nhiều quan lớn ở thiên đình, mãnh tướng trong tiên quân. Nhà họ Ngân thích mua các cửa hàng phá sản, nghe nói họ nắm giữ đến hơn 3.000 cửa hàng, dầu nứt khố đổ vách. Ngô Bình, hơn 3.000 cửa hàng sao? Chỉ tính tiền thuê thôi thì mỗi năm cũng phải hơn 100 tỷ rồi nhỉ? Chỉ U, đó chỉ mới là một mảng làm ăn thôi, nhà họ Ngân còn có những mảng kinh doanh khác. Thu nhập cực kỳ cao, vì vậy nhà họ Ngân không dễ động đến đâu. Ngô Bình, nếu nhà họ Ngân thông minh thì sẽ không động đến tôi. Liễu Chí Mưu, nghe nói nhà họ Ngân có một cao thủ trẻ, tên là Ngân Cửu Tinh, mặc dù là một thần tiên nhưng lại có thực lực cấp đạo tổ. Ngô Bình, thực lực cấp đạo tổ, xem ra vị thần tiên này là thần tiên trong thần vực rồi. Chỉ U không hiểu, hỏi cái gì là thần tiên trong thần vực. Ngô Bình giải thích tóm gọn, nghe nói ở đó có thần tiên với thực lực rất mạnh, Chỉ U như nghĩ ra điều gì đó, hèn gì nhà họ Ngân lại có thần tiên mạnh đến vậy. Thì ra vị thần tiên này không phải thần tiên đó. Ngô Bình, ô, nhà họ Ngân không chỉ có một thần tiên à. Chỉ U, ừ, nghe nói nhà họ Ngân có một thần tiên đường, bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cảnh giới thần tiên. Sau đó, Đào Như Tuyết dẫn người bận rộn trang hoàng lại cửa hàng. Ngô Bình thì tu luyện ở phía sau.
Thần tiên kinh của anh đã đạt đến cảnh giới nhỏ thứ 3 trong cảnh giới thần tiên, trước đó anh vẫn luôn chuẩn bị cho việc đột phá sau này. Vì vậy, lần tu luyện này anh chỉ cần chưa đến nửa tiếng đồng hồ là đã đột phá được cảnh giới nhỏ thứ 4, cảnh giới lớn thứ 2, tiên biến cảnh. Tiên biến là giai đoạn thần tiên tu luyện quan trọng nhất nên các tu sĩ ở giai đoạn này cũng được gọi là thần tiên vương. Ngô Bình đặt chân vào thiên mệnh cảnh, cũng được gọi là thần tiên vương, hai cảnh giới đều rất mạnh, là vua trong tiên. Ngô Bình đột phá lên tiên biến thì cơ thể cũng có những biến quá thần kỳ, thể chất đại thánh lại chắc chắn và được nâng cao hơn. Căn cơ của anh thâm hậu, lần tu luyện này tiến bộ thần tốc, anh đã nhanh chóng hoàn thành ba giai đoạn của tiên biến là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Mỗi lần tiên biến thì thực lực của anh lại tăng lên. Ngô Bình vừa hoàn thành tiên biến cao cấp thì đột nhiên mở mắt, cười lạnh lùng và nói quả nhiên đã đến rồi. Anh đẩy cửa bước ra ngoài, bay lên trời cao. Lúc lên cao, anh nhìn thấy bốn người bay đến, đang quan sát cửa hàng ở bên dưới. Ngô Bình lạnh lùng nói, các vị đang tìm tôi sao? Dẫn đầu là một nam tu trẻ, hắn ta cười nham hiểm, tốt lắm, còn dám chủ động ra chịu chết. Hắn ta không nói thêm lời nào. Vùng đao chém ra, kiếm quang vô cùng sắc bén, nhắm thẳng vào đầu Ngô Bình. Chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao, Ngô Bình cười lạnh lùng, mở thánh vực, lúc đao quang chỉ còn cách anh mấy chục mét thì bỗng dưng biến mất. Cùng lúc đó, thánh vực bao trùm hết phạm vi 10 dặm, bốn người đó lập tức bị khống chế. Lĩnh vực này mạnh thật, tu sĩ trẻ thốt lên, sau đó hét lớn, có điều muốn khống chế được mấy người bọn ta thì anh nằm mơ rồi, ma thần nhập thể. Bốn người họ liền phát ra khí tức kinh thiên động địa, đấy đã không còn là khí tức của loài người, cũng không phải là khí tức của tiên mà là khí tức của quỷ và thần. Sát cục vạn cổ thứ nhất, chấn. Ngô Bình nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, vô số ngôi sao liền dịch chuyển trên không trung, cả ngàn tỷ sát cơ nhấp nháy, sát cục vạn cổ thứ nhất lập tức được bố trí thành công. Bóng ảo của bốn thần ma xuất hiện, tất cả đều cao vạn trượng, có điều. Họ vừa mới hình thành thì liền bị vô số sát quang vút qua, giết chết ngay lập tức. Thần ma bị sát cục vạn cổ thứ nhất chém tan, bốn người đồng loạt hừm lên khó chịu, thất khứu chảy máu, mặt mày trắng bệch. Chúng tôi là người của nhà họ Ngân, anh hãy dừng tay. Tu sĩ trẻ sợ hãi, hét lớn lên. Ngô Bình cười lạnh lùng, các anh đến để giết tôi mà còn muốn tôi dừng tay, anh nghĩ có hợp lý không? Tu sĩ trẻ, anh bạn. Có gì từ từ nói, chỉ có mấy cửa hàng thôi, anh cần thì cho anh đấy. Ngô Bình, mấy cửa hàng thôi, người nhà họ Ngân các anh lừa tiền thuê nhà của tôi, giờ lại muốn giết tôi, vậy mà là chỉ có mấy cửa hàng thôi sao? Cho anh một cơ hội, có thể để cao thủ nhà họ Ngân đến chuộc anh về. Tu sĩ trẻ hỏi, chuộc tôi, anh cần bao nhiêu tiền? Ngô Bình, nghe nói nhà họ Ngân các anh có hơn 3.000 cửa hàng. Thiết nghĩ không thiếu tiền đâu. Thế này đi, một người tôi lấy 100 tỷ tiền đạo. Tu sĩ trẻ nói với vẻ mặt khó coi, 100 tỷ. Anh cũng dám nghĩ lắm đó. Ngô Bình cười, nói tôi có dám nghĩ hay không không quan trọng, không có tiền thì tôi sẽ giết các anh, từng người một. Một tu sĩ nam tóc đỏ hạ giọng nói, anh có biết hậu quả khi đắc tội với nhà họ Ngân chúng tôi không? Ngô Bình cười he he. Nói từng chữ một, hậu quả là các anh sẽ phải bồi thường cho tôi một số tiền lớn, và còn phải chết rất nhiều người. Bốn người đó nghe xong thì đều thấy rùng rợn, lẽ nào người này có lai lịch gì ghê gớm lắm sao? Nếu không thì sao hắn ta lại dám nói như thế? Tu sĩ tóc đỏ, được, tôi thông báo cho nhà họ Ngân, đưa tiền chuộc cho anh. Ngô Bình để cho hắn ta gửi tin đi, sau đó ngồi xếp bằng trên không trung, cảm nhận sự kỳ diệu của tiên biến. Ba cấp tiên biến khiến thể chất của anh vượt ra ngoài giới hạn của tiên tộc và thần tộc, đạt đến giai đoạn cao hơn. Loại thăng hoa này có thể giúp anh nhẹ nhàng vươn đến cảnh giới lớn tiếp theo, đó là tiên hoàng. Chưa đến 15 phút, đã có mấy chục người bay đến gần, nhưng không dám vào trong thánh vực của Ngô Bình. Ngô Bình liền di chuyển đến rìa thánh vực, nhìn về phía mấy chục người đó. Trong đó có một ông già, khí tức như rồng. Có thể thấy ông ta là một cao thủ cấp đạo tổ. Cậu bạn, không biết con cái nhà họ Ngân tôi đã làm sai chuyện gì mà lại bị cậu nhốt ở đây.
Ngô Bình lạnh lùng đáp, cũng không có gì, chẳng qua họ chỉ muốn giết tôi mà thôi. Ông già cười, xem ra đã có gì đó hiểu lầm. Cậu bạn, có thể nể mặt lão đây, bỏ qua chuyện này được không? Ngô Bình liếc nhìn ông già, nói, nếu tôi giết ông không thành, ông có bỏ qua cho tôi không? Ông già nghiêm túc nói, là do họ sai trước, tôi bảo họ tạ lỗi với cậu. Ngô Bình, không cần tạ lỗi đâu, rẻ rúng quá. Ông già sầm mặt, cậu bạn, cậu đang muốn đối đầu với nhà họ Ngân tôi sao? Ngô Bình cười lạnh lùng, đối đầu. Ha ha, trong mắt tôi nhà họ Ngân ông chẳng khác gì kiến cỏ. Ông già nổi giận, một tên nhóc thật ngông cuồng, nếu nhà họ Ngân ta không ra tay thì cậu sẽ không biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Ngô Bình lạnh lùng đáp, dù ông có đến 10 con mắt thì tôi cũng có thể trọt mù. Người đâu, bày trận. Ông già giận đến mức râu dựng hết lên, ông ta lớn tiếng hét. Xung quanh liền xuất hiện mấy trăm tu sĩ, kết thành đại trận, uy áp đáng sợ ập xuống, Ngô Bình chỉ cười lạnh lùng. Cho vặt vãnh, phá cho ta. Anh vừa dứt lời thì bắt chéo hai tay thành chữ thập, khởi động thập kỷ tuyệt mệnh cục, nhìn tỷ phù quang lấp lánh, hư không và trời đất đều rung chuyển, hàng trăm tu sĩ thi nhau nôn ra máu rồi lùi về sau. Ông già giật mình, cậu. Ngô Bình lạnh lùng nói, hôm nay, nếu tôi không chết thì nhất định sẽ san bằng nhà họ Ngân. Mặt ông già biến sắc, ông ta liền xuống giọng, vì ông ta cảm nhận được tiềm năng đáng sợ của Ngô Bình, chưa tới 4-5 năm nữa, anh nhất định sẽ đứng trên chư tiên vạn giới, đến lúc đó, sẽ là ngày diệt môn của nhà họ Ngân ông ta. Ông già thở dài, nói, lão đây tên Ngân Hoài An, chuyện hôm nay thật sự là do chúng tôi sai trước. Nếu cậu bạn đã cần tiền chuộc thì nhà họ Ngân tôi sẽ làm theo. Ngô Bình, nói vậy là các ông đồng ý chi tiền chuộc sao? Ông già cười nói, bốn người 400 tỷ tiền đạo, không thiếu một xu. Ngô Bình gật đầu, ông biết điều đấy, động phải tôi xem như ông xui xẻo. Ông già cười ha ha, cậu bạn, chúng ta không đánh không quen biết, sau này qua lại thường xuyên hơn. Mặc dù ở tiên giới nhà họ Ngân tôi không phải thế lực lớn gì nhưng cũng có chút danh tiếng. Ngô Bình, vốn dĩ tôi chỉ muốn thuê một cửa hàng, mở một tiệm thuốc thôi, nhưng người nhà họ Ngân các người lại cứ muốn lừa tiền tôi. Đầu đuôi câu chuyện không cần tôi nói thì chắc ông cũng đã biết. Ông già thở dài, là do tôi dạy dỗ không nghiêm, xin lỗi, thật xin lỗi. Cậu bạn mở tiệm thuốc, lẽ nào là thầy luyện đan? Ngô Bình liền đưa huy chương của mình ra, là đan vương nhất phẩm. Mọi người nhìn thấy huy chương thì không ai không kinh ngạc, Ngân Hoài An giật mình thốt lên, đan vương nhất phẩm. Ngô Bình, không có gì, đan vương nhất phẩm là kết quả tôi mới thi được gần đây. Ngân Hoài An cười ha ha, trước giờ chưa ai đạt được đan vương nhất phẩm cả, xin hỏi đại danh quý tính của cậu. Giá trị của đan vương nhất phẩm thậm chí còn cao hơn cả 10 nhà họ Ngân gộp lại. Ngân Hoài An liền hạ mình, tỏ ý nịnh hót. Chưa nói những thứ khác, chỉ cần có thể nhờ đan vương luyện chế vài lò đan dược thì cũng là món hời trời cho rồi. Ngân Hoài An vui vẻ lấy ra 400 tỷ đạo tệ, sau đó quát bốn tên nhà họ Ngân, hỗn xược, mau dập đầu xin lỗi đan vương cho ta. Trong lòng bốn tên này vô cùng khó chịu, nhưng gia chủ cũng phải nhận sai thì bọn chúng còn có thể làm gì được chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Dập đầu xin lỗi Ngô Bình. Ngô Bình nhận lấy tiền, nhẹ nhàng nói, người khác không đụng tới tôi cũng sẽ không đụng đến người khác. Số tiền này, tôi không khách sáo nữa. Ngân Hoài An cười nói, là chúng tôi sai trước, chúng tôi nên làm vậy. Tôi vẫn chưa được thỉnh giáo đại danh của Đan Vương. Ngô Bình, tôi tên là Lý Đức Tài. Ngân Hoài An nói, thì ra là Đan Vương Lý. Đan Vương Lý. Cửa hàng này thật ra vẫn chưa phải là cái tốt nhất của Ngân gia tôi. Cửa hàng tốt nhất của Ngân gia tôi nằm ở gần Tiên Đình, to lớn hơn chỗ này nhiều. Ngô Bình nhìn ông ta, ồ, vẫn còn cửa hàng tốt hơn cái này. Ngân Hoài An, nếu như Đan Vương Lý cần, nhà họ Ngân có thể bán nó cho ngài. Ngô Bình biết ông ta đang bày tỏ thiện ý, anh nhẹ nhàng nói, ở đây cũng rất tốt. Ngân Hoài An cười, vậy cũng được. Đan Vương Lý, sau này nếu cần gì, ngài cứ nói. Việc Ngân gia tôi có thể làm được thì chắc chắn không khước từ.
Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, cửa hàng đan dược của tôi sắp khai trương, cần tuyên truyền một chút. Ngân Hoài An nói, cái này đơn giản, tôi có một người bạn, phụ trách quản lý mạng tiên, tôi có thể bảo ông ấy đăng một tin, quảng cáo cửa hàng đan dược đến tu chân trong thiên hạ. Ngô Bình, phát một quảng cáo như vậy cần bao nhiêu tiền? Ngân Hoài An, không cần tiền. Ngô Bình nghĩ một lúc, vậy xin nói với người bạn đó của ông, sau khi xong việc, tôi ắt có hậu tạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 120.